Chánh văn, lời tựa Phật thuyết, A-di-đà kinh yếu giải. Nguyện là chư Phật thương xót lũ người mê, phải tùy cơ của mỗi người mà bố thí cho lời giáo hóa. Đường người tới đích, tuy chỉ có một đích thôi mà dùng phương tiện để đưa đi, tất phải dùng nhiều phương tiện. Trong hết thảy các phép phương tiện, tìm lấy một phép rất thẳng, rất mau, rất tròn, rất chóng, thì không phép nào bằng phép niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Lại trong các phép niệm Phật, tìm lấy một phép giản dị rất ổn đáng, thì không phép nào bằng phép tín nguyện, chuyên trì danh hiệu. Thế cho nên, ba bộ kinh nói về tịnh độ đều có lưu hành mà cổ nhân chỉ chọn lấy một bộ kinh A-di-đà làm khóa tụng hàng ngày. Thế chẳng phải là một phép trì danh ấy, hợp với tất cả ba hạng người, thượng căn, trung căn và hạ căn, tóm thâu được cả phần sự, phần lý, không còn thiếu sót. Cả thiền tông và các giáo môn khác cũng không thể ra ngoài được phép trì danh này, thực là một phép chẳng kha khá nghĩ bàn vậy. Về việc chú thích và giải nghĩa kinh này, thời đại nào cũng không thiếu người, nhưng còn để lại ở đời không có mấy. Bộ sách sớ sao của ngài Vân Thê thì rộng lớn tinh vi, bộ viên trung sao của ngài U Khê thì cao cả sâu rộng, như hai vầng mặt trời mặt trăng ở giữa trời. Ai có mắt mà chẳng thấy rõ, chỉ vì văn chương giàu có lắm, nghĩa lý phồn thịnh nhiều không bờ không bến, chẳng ai đo lường được. Đến nỗi những người mới học biết ít, có bề ngoi lên để mở lòng tin và phát nguyện. Cho nên tôi chẳng quản ngu hèn, lại trước thuật sách yếu giải này, chẳng dám cùng với hai ông cạnh tranh mà lập dị, và cũng chẳng dám cố ép cho được đồng ý với hai ông. Trước hết, tôi rút ở trong những câu văn của bộ kinh này lấy năm tuần nghĩa huyền vi mà giải thích. Một, thích nghĩa rõ cái tên đề của bộ kinh. Hai, biện luận thể chất của bộ kinh. Ba, nói rõ tôn chỉ của bộ kinh. Bốn, nói rõ lực dụng của bộ kinh. Năm, nói về giáo tướng của bộ kinh. Ngũ trùng huyền nghĩa, năm tầng nghĩa huyền vi. Một, thích rõ nghĩa cái tên đề của bộ kinh. Bộ kinh này dùng người nói ra kinh và người bị nói đến trong kinh để đặt thành cái tên đề của bộ kinh là Phật Thuyết A-di-đà Kinh. Chữ Phật ở đây nghĩa là gì? Chữ Phật ấy là Đức Giáo Chủ, người nói ra bộ kinh này, tức là Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài theo sức mạnh của lời thề nguyện và lòng thương xót hết thảy mà ngài giáng sinh vào trong đời đầy cả năm uẩn độc ác. Ngài là người giác ngộ trước tiên, ngài giác ngộ cho người sau cũng giác ngộ như ngài. Không có một pháp nào mà ngài chẳng biết rõ, thấy rõ. Chữ thuyết là ngài vui lòng mà nói ra, Phật lấy việc cứu độ chúng sinh làm vui lòng nhất. Cơ hội chúng sinh được thành Phật đã đến rồi, nên ngài mới nói cái phép tu rất khó tin này cho mà nghe, để cho chúng được giải thoát rốt ráo, cho nên ngài rất vui lòng mà nói. Chữ A-di-đà là tên của Đức Đạo Sư ở quả đất bên kia, là người bị nói đến trong bộ kinh này, tức là Đức A-di-đà, người đã dùng 48 lời thệ nguyện để tiếp dẫn những chúng sanh có lòng tín nguyện niệm Phật cho sinh về thế giới cực lạc, được vĩnh viễn lên ngôi bất thoái. Chữ A-di-đà là tiếng Phạn ở Ấn Độ, nguyên âm đọc là Amita, dịch nghĩa ra chữ Hán là vô lượng thọ và vô lượng quang, nghĩa là sống lâu vô cùng, sáng suốt vô cùng. Nhưng nói tóm lại thì ngài còn có rất nhiều công đức đều là vô cùng vô tận, vô lượng vô biên, như là trí tuệ, thần thông, đạo lực, y báo trang nghiêm, thuyết pháp, giáo hóa tế độ, vân vân, cái gì cũng vô lượng vô biên cả. Chữ kinh thì tất cả những lời vàng do Phật nói ra đều là kinh. Chữ kinh là phần thông, đối với năm chữ Phật thuyết A Di Đà ở trên là phần biệt. Cả hai phần hợp lại mà thành ra cái tên của bộ kinh này. Mỗi bộ kinh phải có đủ ba phần: phần giáo, phần hình và phần lý. Phần nào cũng có cả thông và biệt. Muốn hiểu biết, xem bộ Thai Tạng sẽ rõ. Hai, biện luận về thể chất của bộ kinh. Kinh Đại Thừa nào cũng phải lấy thực tướng làm thể chất chính của bộ kinh. Thực tướng là cái gì? Thực tướng là tâm tính của con người ta, tâm tính của con người ta. Nó chỉ hiện ra trong một niệm một loáng. Đối với không gian, nó chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở giữa.
Đối với thời gian, nó chẳng phải quá khứ, chẳng phải hiện tại, chẳng phải vị lai. Đối với màu sắc, nó chẳng xanh vàng đỏ trắng. Đối với hình thức, nó chẳng phải dài ngắn vuông tròn. Đối với phẩm chất, nó chẳng phải hương, chẳng phải vị, chẳng phải xúc, chẳng phải pháp. Tìm nó mãi chẳng thể thấy được, mà chẳng khá bảo rằng nó là cái không thực có. Nó tạo ra được đủ 100 pháp giới, 1.000 cái như thị, mà chẳng khá bảo rằng nó là cái thực có. Nó không phải là hình tướng của những cái mình suy nghĩ, phân biệt, nhận biết bằng lời nói, bằng chữ viết, câu văn. Thế mà những cái mình suy nghĩ, phân biệt, nhận biết bằng lời nói, chữ viết, câu văn đều không có tự tính nếu không có nó. Tóm lại, nó chẳng phải là hết thảy mọi hình tướng, và nó tức là hết thảy mọi pháp, mọi sự, mọi vật. Vì nó chẳng phải là mọi hình tướng cho nên nó không có hình tướng, nhưng nó tức là mọi pháp cho nên hình tướng nào nó cũng có. Bất đắc dĩ chẳng biết gọi nó là gì, phải miễn cưỡng gọi nó là thực tướng vậy. Thể chất của thực tướng chẳng phải yên lặng tịch, chẳng phải soi sáng chiếu, lại vẫn yên lặng mà thường soi sáng, vẫn soi sáng mà thường yên lặng, tịch chiếu, chiếu tịch. Vì nó soi sáng mà yên lặng nên miễn cưỡng gọi nó là chỗ ở thường còn yên lặng sáng ngời, thường tịch quang độ. Vì nó yên lặng mà soi sáng nên miễn cưỡng gọi nó là thân pháp tính trong sạch, thanh tịnh pháp thân. Lại còn, nó vừa chiếu và tịch nên miễn cưỡng gọi nó là pháp thân. Nó vừa tịch vừa chiếu nên miễn cưỡng gọi nó là báo thân. Lại còn, trong nó có hai đức, một đức về phần tính và một đức về phần tu. Tu đức của nó cũng vừa tịch vừa chiếu nên gọi nó là báo thân. Lại nữa, tu đức của nó vừa chiếu vừa tịch nên gọi là thụ dụng thân. Tu đức của nó vừa tịch vừa chiếu nên gọi là ứng hóa thân. Phần tịch phần chiếu chẳng phải là hai, phần tính phần tu chẳng phải là hai, thân với độ chẳng phải là hai. Cái gì cũng là thực tướng cả, thực tướng không phải là hai, cũng không phải là chẳng hai. Bởi thế cho nên có khi toàn thể cái thực tướng ấy, cái thì tạo ra y báo, cái thì tạo ra chính báo, cái thì tạo ra pháp thân, cái thì tạo ra báo thân, cái thì tạo ra tự mình, cái thì tạo ra kẻ khác, vân vân. Cho đến có khi cái thì tạo ra người năng thuyết, cái thì tạo ra người sở thuyết, cái thì tạo ra người năng độ, cái thì tạo ra người sở độ, cái thì tạo ra năng tín, cái thì tạo ra sở tín, tạo ra năng nguyện sở nguyện, năng trì sở trì, năng sinh sở sinh, năng tán sở tán, vân vân. Cái gì cũng là nét in của con dấu thực tướng đã in ra cả. Lời người dịch, ý nghĩa huyền bí của tầng thứ hai này là tất cả những cái gì nói ở trong bộ kinh A Di Đà đều là những cái do thực tướng tâm tính Bồ Đề của con người ta, hay là của chư Phật, hay là của chúng sinh đã tạo ra tất cả. Tức là cái nghĩa huyền bí ở trong câu nhất thiết suy tâm tạo ở kinh Hoa Nghiêm, hay là ở trong câu thị chư pháp thực tướng ở kinh Pháp Hoa, hay là ở trong câu nhất thiết suy tâm sở hiện ở kinh Thủ Lăng Nghiêm. Vậy chỉ có tâm Bồ Đề của con người là chính thể của tất cả kinh Đại Thừa. Hiểu được huyền nghĩa này, các kinh sẽ hiểu. Ba, nói về tôn chỉ của bộ kinh. Tôn chỉ là đường lối thiết yếu tu hành, là then chốt để nhận rõ thực tướng của tâm tính mình. Nó là cương lĩnh của muôn vàn đức hạnh tu trì. Cương là đầu mối của cái lưới. Hễ nắm được cương thì các mắt lưới đều phải dương lên. Lĩnh là cổ áo. Hễ nắm được lĩnh thì tay áo và vạt áo đều buông thẳng xuống. Cho nên sau khi đã biện luận thể chất của bộ kinh rồi, phải biện luận tôn chỉ của nó. Để người tu học nắm lấy cương lĩnh của bộ kinh, dùng làm then chốt đường lối cho muôn vàn không hạnh tu trì. Kinh này dùng cái tâm tín và nguyện với việc trì danh, tức là niệm Phật, làm tôn chỉ thiết yếu tu hành. Chẳng có tâm tín, chẳng đủ sức phát nguyện, chẳng phát nguyện, chẳng đủ sức đi đến chỗ thực hành. Chẳng thực hành được cái hạnh tu mầu nhiệm trì danh, tức là việc niệm Phật, thì chẳng làm được cho mình mãn nguyện và chứng thực được cái pháp mà mình đã tin theo, tức là được sinh sống cái đời sống trong sạch, ở nơi trong sạch, tịnh thân, ở tịnh độ. Trong kinh này trước hết chỉ bày cho thấy rõ phần y báo là chỗ ở trong sạch, tức là tịnh độ,
và phần chính báo là cái thân trong sạch, tức là tịnh thân, để người tu thấy rõ hiểu rõ, để sinh lòng tin chắc thật. Sau rồi chỉ bảo cho phép trì danh là phép niệm danh hiệu Phật, để người tu lên thẳng ngôi bất thoái. Lên ngôi này chẳng còn thoái lui xuống nữa, tức là ngôi Bồ Tát. Tín là tin, tin ở mình, tín tự, tin ở người ta, tín tha, tin ở nhân, tin ở quả, tin ở sự, tin ở lý. Nguyện là cầu nguyện cho mình chán bỏ được chỗ ở cực ác, cõi xa bà, cầu nguyện cho mình vui thích chỗ ở trí thiện, cõi cực lạc. Hành là phải thực hành việc chấp trì danh hiệu, tức là việc niệm Phật. Niệm Phật sao cho đến chỗ nhất tâm bất loạn, nghĩa là niệm Phật để giữ cái tâm mình cho nó rất yên tĩnh, nó không bị những thành kiến, tà kiến, những lòng tham dục, giận dữ, ngu si, kiêu mạn, nghi ngờ luôn đến làm cho, luôn làm cho tâm mình bị rối loạn. Tín một, thế nào là tin ở mình? Người tu học mà tin ở mình là tin ở cái tâm tính của mình, nó chỉ hiện ra trong một láng một niệm. Tâm tính của mình đây chẳng phải là trái tim thịt đâu, chẳng phải là những cái bóng trần duyên mình tưởng tượng thấy hiện ra ở trong khối óc trái tim đâu. Tâm tính của mình đây, về thời gian nó không có lúc nào là kiếp trước của nó, không có lúc nào là kiếp sau của nó. Về không gian, nó không có chỗ nào là bến bờ của nó, lúc nào cũng có nó, chỗ nào cũng có nó. Nó tràn đầy khắp cả vũ trụ, khắp không gian vô biên, khắp thời gian vô tận. Tâm tính của mình suốt ngày nó theo mọi trần duyên, suốt ngày nó chẳng hề biến đổi. Cả quãng hư không mênh mông bát ngát, khắp mười phương và bao nhiêu thế giới nhiều như vi trần đang quay cuồng ở trong đó, đều là những vật bị tạo ra ở trong tâm tính của mình. Trong một niệm hiện ra đây, mặc dầu mình tối tăm điên đảo mê hoặc không nhận rõ được tâm tính của mình, nó bao la rộng lớn như thế, nhưng nếu mình chịu hồi tâm trong một niệm một loáng, thì quyết định là mình sẽ được sinh vào cái thế giới cực lạc, là cái thế giới vốn sẵn có đủ trong và trong tâm tính của mình, không còn nghi ngờ gì nữa. Tin như thế gọi là tin ở mình, tức là tin ở cái tâm tính chân thực của mình. Trong nó có sẵn mầm nhân để tạo ra thế giới cực lạc. 2. Thế nào là tin ở người? Người tu học tin ở người là tin Phật Thích Ca không nói dối, tin Phật A-di-đà không nguyện suông, tin chư Phật ở sáu phương có tướng lưỡi rộng dài, quyết không nói hai lời, phải thuận theo lời dạy bảo chân thực của chư Phật, quyết chí cầu sinh sang cực lạc, không còn nghi hoặc nữa. Tin như thế gọi là tin ở người, tức là mình tin lời dạy bảo của người. 3. Thế nào là tin ở nhân? Người tu học tin ở nhân là tin rất sâu rằng kẻ niệm Phật mà tâm toán loạn cũng còn tạo ra được hạt giống để thành Phật mai sau, huống chi là người niệm Phật nhất tâm bất loạn, thì sao lại chẳng được sinh sang tịnh độ? Tin như thế gọi là tin ở nhân, vì mình tin cái tiếng niệm Phật ấy, tức là cái nhân thành Phật. 4. Thế nào là tin ở quả? Người tu học tin ở quả là tin rất sâu rằng các vị thượng thiện nhân đang tụ hội ở cõi tịnh độ kia đều là những người đã theo phép niệm Phật tam muội mà đã được sinh sang đấy. Giống như người trồng nhân dưa đã được quả dưa, trồng nhân đậu đã được quả đậu, cũng giống như bóng phải theo hình, vang phải theo tiếng, quyết không hư hỏng chút nào. Tin như thế gọi là tin ở quả, vì mình tin sự kết quả của những người đã được sinh kia. 5. Thế nào là tin ở sự thật? Người tu học tin ở sự thật là tin rất sâu rằng cái tâm tính của mình, tuy nó chỉ hiện ra trong một niệm một loáng mà thực ra nó rộng lớn vô cùng, chẳng biết đến đâu là hết được. Thế thì những thế giới khắp mười phương xuất hiện ở trong tâm tính mình cũng chẳng biết bao nhiêu là hết được. Vậy thời thế giới cực lạc ở cách đây 10 vạn ức Phật độ là một thế giới có thực, rất thanh tịnh trang nghiêm, chứ chẳng phải thế giới tưởng tượng ở trong bài ngụ ngôn của trang tử. Tin như thế gọi là tin ở sự thực, vì mình tin cảnh giới tịnh độ là một sự thực có. 6. Thế nào là tin ở lý? Người tu học tin ở lý là tin rất sâu rằng 10 vạn ức Phật độ tuy là nhiều lắm, xa lắm, mà thực ra nó chỉ ở trong tâm tính của ta hiện ra trong một niệm đây, nó không thể ở ra ngoài tâm tính của ta được, bởi vì tâm tính của ta không có đâu là ngoài để cho nó ở. Và lại tin rất sâu rằng ở Tây phương tịnh độ của thế giới cực lạc với tịnh thân của vị giáo chủ và của các bạn
đều giống như những cái bóng hiện ra ở trong cái gương tâm tính của ta đây, hiện ra trong một niệm, hoàn toàn những sự ấy tức là lý, hoàn toàn những vọng ấy tức là chân, hoàn toàn phần tu ấy tức là phần tính, hoàn toàn phần người khác ấy tức là phần mình. Bởi vì tâm tính của mình tràn đầy khắp cả, tâm tính của Phật cũng tràn đầy khắp cả, tâm tính của hết thảy chúng sinh cũng tràn đầy khắp cả. Thí dụ như nghìn ngọn đèn cùng ở trong một căn nhà, ánh sáng của đèn nào cũng tràn đầy khắp cả nhà. Ánh sáng này, ánh sáng khác nó giao chạm vào với nhau, chẳng hề chướng ngại gì cả. Tin sâu như thế gọi là tin ở chính lý. Vì mình tin toàn thể cái khối nhất chân pháp giới ấy chính là chính lý. Nguyện, người tu học đã có 6 sức mạnh tin như thế rồi thì hiểu rằng cõi xa bà ô uế này là do tâm tính mình ô uế đã tạo ra nó. Lý ưng, mình phải chán bỏ nó ra. Cõi cực lạc trong sạch kia là do tâm tính mình trong sạch tạo ra nó. Lý ưng, mình vui cầu lấy nó. Sự thật này tức là lý thật. Mình đã chán ô uế thì nên bỏ, mà đã nên bỏ thì phải bỏ cho thật rốt ráo, không còn phải bỏ đi bỏ lại nữa. Mình đã thích trong sạch thì nên lấy, mà đã lấy thì cũng lấy cho kỳ rốt ráo, không còn phải lấy đi lấy lại nữa. Sách Diệu Tông nói, người nào đã bỏ hết rồi, đã lấy hết rồi, tức là người không còn phải bỏ phải lấy gì nữa. Nếu ai chẳng làm cho trọn hết cái việc lấy và bỏ mà đã vội nói rằng tôi chẳng lấy chẳng bỏ gì cả, thế là người chỉ nói lý suông mà chẳng chịu làm cho xong phận sự. Phận sự đã bỏ, chẳng chịu làm cho xong thì phần lý cũng chẳng bao giờ được trọn vẹn. Nếu mình đã hiểu thấu được và tin chắc được hoàn toàn sự ấy, tức là lý ấy, thời mình chí nguyện lấy sự này tức là đúng lý mà lấy, và mình chí nguyện bỏ sự kia cũng là đúng lý mà bỏ. Một khi bỏ, một khi lấy, chỉ là bỏ pháp giới này, lấy pháp giới kia đấy thôi, và đều đúng lý cả. Cho nên sau khi đã có tâm tín rồi thì phải phát nguyện cho rõ ràng, chí nguyện bỏ hay là chí nguyện lấy. Hành, bây giờ nói đến hành là người chấp trí danh hiệu nhất tâm bất loạn, tức là người niệm danh hiệu Phật để cho tâm mình động vào một chỗ chẳng bị rối loạn. Niệm danh hiệu Phật là niệm công đức Phật. Đã tin sâu như thế thì cứ tin, đừng suy nghĩ nữa mà hỏng việc. Công đức của Phật chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn. Cho nên danh hiệu của Phật cũng chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn. Vì trí tuệ mình thấp kém quá, nghĩ bàn sao được mà nghĩ bàn. Danh hiệu của Phật và công đức của Phật đều chẳng khá nghĩ bàn. Cho nên người niệm danh hiệu Phật mà tâm tán loạn cũng đã tạo được hạt giống thành Phật mai sau. Và người niệm Phật nhất tâm bất loạn sẽ được lên ngay ngôi Bồ Tát bất thoái. Các kinh nói về phép tu tịnh độ rất nhiều, có nghìn vạn phép khác nhau, như là những phép ngồi quán tưởng Phật, phép ngồi quán tưởng và các phép lễ bái, cúng dường, cũ hối, lục niệm, vân vân. Trong các phép ấy, tu được một phép nào cũng được sinh về tịnh độ. Duy chỉ có một phép trì danh là phép niệm Phật này là thu được hết mọi hạng người, ai tu cũng được, và ai bắt tay vào tu cũng thấy rất dễ. Cho nên không ai hỏi mà Đức Thích Ca tự nói ra kinh này. Ngài đặc biệt hướng vào ông Xá Lợi Phất là người đại trí tuệ mà nói cho nghe, cũng đủ biết phép này là một phép liễu nghĩa vô thượng, rút ra ở trong các phương tiện liễu nghĩa đệ nhất, và là một phép tối cao viên đốn, rút ra ở trong các phép viên đốn. Cho nên nói rằng Ngọc Minh Châu bỏ vào nước đục tất phải trong. Danh hiệu Phật gieo vào cái tâm rối loạn tất phải thành Phật. Cái tâm tín và nguyện với cái việc trì danh ở kinh này là cái mầm nhân chân thực của đạo nhất thừa, tức là bốn cõi tịnh độ, gây được nhân thời quả tất phải theo nhân mà mọc ra. Cho nên dùng cái tâm tín và nguyện với cái việc trì danh làm tôn chỉ chính đáng của bộ kinh này. Còn tướng trạng của bốn cõi tịnh độ ở bộ Diệu Tông sao và kinh Phạm Võng Huyền Nghĩa đã nói rất tường tận, ở đây không thể nói hết được. Xuống dưới này ở chỗ thích nghĩa, y báo và chính báo, tôi sẽ nói lược thêm. 4. Nói rõ lực dụng của bộ kinh. Sinh sang tịnh độ lên ngôi bất thoái là cái điểm lực dụng. Dùng sức tu hành của bộ kinh này, sinh sang tịnh độ thì có bốn cõi, mỗi cõi đều có 9 phẩm để cho ba hạng người được sinh sang. Này hãy nói qua tướng trạng của những người được sinh sang bốn cõi. 1. Người nào niệm Phật mà chưa đoạn trừ được kiến hoặc và tư hoặc,
Những người này chia làm ba hạng, tùy theo tâm người nào tán loạn hay là tâm yên định, sẽ sinh sang chín phẩm ở cõi đồng cư. Cõi này có cả phàm và thánh cùng ở chung với nhau. 2. Người nào niệm Phật đến thời kỳ sự nhất tâm bất loạn, thì kiến hoặc và tư hoặc tự nó đã tiêu tan hết rồi, sẽ được sinh sang cõi phương tiện hữu dư. Cõi này riêng cho các vị thanh văn duyên giác. 3. Người nào niệm Phật đến thời kỳ lý nhất tâm bất loạn, đã phá tan được từ một phẩm cho đến 41 phẩm vô minh, sẽ sinh sang cõi thực báo trang nghiêm, có khi chứng được một phần ở cõi thường tịch quang. Cõi này riêng cho báo thân Phật và các vị đại Bồ Tát. 4. Người nào niệm Phật đã phá tan hết 42 phẩm vô minh, thời được sinh lên thượng thượng phẩm ở cõi thực báo trang nghiêm, hay là ở cõi rốt ráo thường tịch quang, cõi này riêng của báo thân Phật và pháp thân Phật. Bất thoái có 4 nghĩa: 1. Niệm bất thoái, 2. Hạnh bất thoái, 3. Vị bất thoái, 4. Tất cánh bất thoái. Về ngồi niệm bất thoái là người đã phá hết vô minh, đã hiểu rõ Phật tính, đã sinh thẳng sang cõi thực báo hay là cõi phần chứng thường tịch quang. Lên ngồi hạnh bất thoái là người đã đoạn hết kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, cũng đã phá được gửi thể chất vào trong hoa sen, vĩnh viễn dứt hết mọi ác duyên thoái chuyển. Lên ngồi vị bất thoái là người mang cả ác nghiệp mà sinh sang cõi đồng cư, được gửi thể chất vào trong hoa sen, vĩnh viễn dứt hết mọi ác duyên thoái chuyển. Tất cánh bất thoái là những người niệm Phật, bất luận là nhất tâm hay tâm tán loạn, hữu tâm hay là vô tâm, hiểu hay là chẳng hiểu, miễn là danh hiệu chư Phật ở sáu phương hay là cái tên bộ kinh này một khi đã lọt vào tai rồi, thì dù có lâu đến nghìn vạn kiếp về sau, tất cũng phải có ngày được độ thoát. Người nghe phải danh hiệu Phật lọt vào tai rồi thì thế nào cũng phải được độ thoát, giống như người nghe phải cái tiếng trống có bôi thuốc độc lọt vào tai rồi thì dù ở gần hay xa, thế nào rồi cũng phải chết, giống ác phải chết, hay là giống như người ăn phải một tí kim cương vào bụng rồi thì chẳng đời nào tiêu hóa được, mầm thiện vẫn còn. Lại một sự lạ nữa là cầu sao được mang cả nghiệp mà đi sinh vào cõi tịnh độ đồng cư để chứng được vị bất thoái, là đã được các vị Bồ Tát Bồ Xứ cùng ở đấy rồi. Mình cũng được như các vị ấy, chỉ một lần sinh ra ấy là đã được bổ vào ngôi Phật, nguyên vì đã được cùng với các vị thượng thiện nhân ấy cùng ở một nơi, thế là được vào cõi đồng cư, mà là được sinh tắt qua cả ba cõi tịnh độ ở trên rồi. Chỉ một lần sinh ra ấy mà được bổ làm Phật, thế là được lên ngôi vị bất thoái, mà tức là đã chứng được đủ cả ba ngôi bất thoái. Trong bộ kinh này, dùng sức tu mạnh được như thế thì trong ngàn vạn bộ kinh luận khác chưa từng có một bộ nào nói được như thế. Từ xưa đến nay chưa ai khám phá cái nghĩa này. Đem so sánh với cái mầm chính của phép đốn ngộ thiền tông kia, chỉ là một phép đưa dần người tu ra khỏi trần lao, đời này đời khác sinh ra mà không thoái chuyển, thì mới có hy vọng noi lên ngôi Phật. Thực là chẳng thể nào cùng với phép tu tịnh độ này cùng nói trong một ngày được. Lời nói đanh thép. Các vị sĩ phu trong thiền tông và các trong các giáo môn sao không nghĩ đến? 5. Nói về giáo tướng của bộ kinh. Mỗi giáo pháp của Phật nói ra đều có một tướng trạng riêng, gọi là giáo tướng. Giáo tướng của bộ kinh này thuộc về loại đại thừa Bồ Tát Tạng. Lại là một bộ kinh không ai hỏi mà tự Phật nói ra. Kinh này được tấm lòng triệt để đại từ của Phật phù trì thêm cho, có năng lực khiến những hữu tình nhiều nghiệp chướng ở đời mạt pháp nhờ đấy mà được lên thẳng ngôi bất thoái. Bởi thế mà đến đời sau, đời kinh pháp của Phật đã diệt hết rồi, chỉ riêng kinh này còn được lưu lại ở một đời, ở đời 100 năm nữa, để độ cho loài hàm thức được rất thật nhiều. Thật là một vị thuốc A Già Đà cứu chữa được vạn bệnh, một bộ kinh tuyệt đối viên dung, chẳng khá nghĩ bàn. Những phép tu bí áo trong kinh Hoa Nghiêm là 10 đại nguyện của Đức Phổ Hiền. Những phép tu cốt tủy trong kinh Pháp Hoa là thành Phật, là tâm yếu của hết thảy chư Phật, là kim chỉ nam cho nghìn vạn núi tu của Bồ Tát, đều rút cả vào trong bộ kinh này rồi. Muốn tán thán và nói rộng mãi ra thì giàu hết bao nhiêu kiếp cũng chẳng hết. Người trí giả phải tự mình nên biết lấy. Kinh văn. A. Phần tựa. Từ câu Như thị ngã văn đến câu Kim hiện tại thuyết pháp. B. Phần chính tông. Từ câu
Bỉ độ hà cố danh vi cực lạc, đến câu văn thị thuyết giả ưng đương phát nguyện sinh bỉ quốc độ. C. Phật lưu thông, từ câu như giã, như ngã kim giả, tán thán A-di đà Phật cho đến hết. Ba phần này gọi là sơ thiện, trung thiện và hậu thiện, nghĩa là phần đầu, phần giữa và phần cuối. Phần nào cũng hoàn thiện, cũng quan hệ. Phần tựa giống như đầu người ta có đủ ngũ quan, phần chính tông giống như thân người có đủ lục phủ ngũ tạng, phần lưu thông giống như chân tay vận động, hành vi không ngưng trệ. Cho nên ngài trí giả Thích Nghĩa kinh Pháp Hoa, ngày phẩm thứ nhất đều cho là phần tựa. Về sau 11 phẩm rưỡi đều cho là phần lưu thông. Lại trong một thời kỳ, hai môn bản và tích, mỗi môn chia làm 3 đoạn. Thế thời từ phẩm pháp sư trở xuống 5 phẩm đều là phần lưu thông của tích môn. Bởi vì phần tựa phải là cương lĩnh của cả một bộ kinh, phần lưu thông là phần pháp thí không úng tắc, cả hai phần đều quan hệ rất lớn. Người sau không hiểu nghĩa ấy, thấy văn kinh hơi có chút nghĩa lý, liền cho vào phần chính tông, đến nỗi phần tựa và phần lưu thông chỉ còn một ít sáo cũ. Thế thì sao gọi là phần đầu cũng hoàn thiện và phần cuối hoàn thiện được? À, phần tựa tự phận. Phần tựa phải chia làm hai là thông tự và biệt tự. Trong phần thông tự là nêu lên pháp hội, thời kỳ, xứ sở và đại chúng, những ai cùng được nghe pháp tu tịnh độ này. Một thông tự kinh văn Hán, như thị ngã văn, nhất thời Phật tại xá vệ quốc, kỳ thụ cấp cổ độc viên Việt. Đúng thực như thế, chính tôi được nghe một thời bấy giờ tại nước xá vệ, Phật ở trong vườn ông cấp cô độc có những cây của Thái tử Kỳ Đà. Đoạn này là mở ra hội, nói phép tu tịnh độ. Đây là lời của ngài A Nan, người chép kinh này nói ra. Ngài nói đúng thực như thế là ngài nêu ra tấm lòng tín thuận của ngài. Ngài nói chính tôi được nghe là ngài nêu rằng chính tôi nghe thầy tôi nói như thế. Hai câu này nguyên chữ Hán là như thị ngã văn. Một thời bấy giờ, tức là thời kỳ ấy, căn cơ chúng sanh đã cảm động đến tâm Phật. Phật là một vị giáo chủ nước xá vệ vượt cấp cô độc, là chỗ Phật nói phép tu tịnh độ này, chân lý mầu nhiệm của thực tướng. Thực tướng là tâm tính của con người ta, nó đã tạo ra hết thảy các pháp như thế nào thì A Nan chép vào trong bộ kinh này đúng như thế. Thực tướng ấy từ xưa đến nay chẳng hề biến đổi, nó vẫn như như, cho nên gọi là như. Người ta y vào lý thực tướng mà niệm Phật cầu sinh tịnh độ, là một pháp nó tạo ra quyết định không sai, cho nên nó là thị. Thực tướng là cái ta chân thực sống đầu mãi mãi, không giống như cái thân người ta biến diệt đây mà người đời nhận lầm nó là thân ta, nó chỉ là cái ta giả tạm. Ngài An Nan không bỏ cái ta giả tạm ấy, cho nên ngài vẫn xưng là ta. Căn tai của ngài phát ra cái biết nghe ở tai, chính ngài được nghe tiếng Phật. Cái nghe của ngài với cái tiếng của Phật giống như hai cái hư không in vào nhau thì gọi là nghe. Ý nói cái nghe với cái tiếng đều do thực tướng tạo ra, cùng ở trong thực tướng giống như hai hư không in vào nhau thành một. Chữ nhất thời là một thời gian, không phải là một pháp thực có, chỉ là lúc thầy trò đàm đạo, thầy nói trò nghe xong rồi thì gọi là một thời. Nghĩa chữ Phật, tự mình đã giác ngộ rồi, đi giác ngộ cho người khác, mình và người đều giác ngộ đến cực điểm, làm thầy cả cõi người và cõi trời thì gọi là Phật. Xá vệ là tiếng Ấn Độ, dịch ra chữ Hán là văn vật, là cái tên nước lớn ở Trung Ấn Độ, là kinh đô của vua Ba Tư Nặc. Kỳ Đà là tiếng Ấn Độ, dịch nghĩa ra chữ Hán là chiến thắng, thắng trận, là tên của thái tử con vua Ba Tư Nặc. Một quan đại thần ở nước ấy tên Ấn Độ là Tu Đạt Đa, dịch nghĩa ra chữ Hán là cấp cô độc. Vì ông này giàu lắm, hay cấp đỡ cho người cô thân, độc thân, ông đem vàng ra trải khắp cái vườn của thái tử Kỳ Đà mua lấy được để cúng Phật, cúng tăng. Thái tử cảm động quá, còn một ít đất chưa kịp lót vàng, thái tử bảo thôi, xin đem một ít đất ấy và những cây cối trong vườn cúng Phật, cúng tăng. Vì thế mà chỗ Phật nói pháp đây được gọi bằng cả hai tên thí chủ, cây của ông Kỳ, vườn của ông cấp cô độc. Đoạn dưới đây nói về đại chúng có những ai cùng dự nghe phép tu tịnh độ này. Trong đại chúng chia làm 3 chúng: 1. Thanh văn chúng, 2. Bồ Tát chúng, 3. Thiên nhân chúng. Các vị thanh văn đứng đầu, vì các ngài là hình tướng xuất thế gian,
vì các ngài thường theo Phật, vì các ngài là tăng mà Phật và Pháp đều nhờ có tăng mà lưu truyền được. Các vị Bồ Tát ở giữa, vì các ngài là hình tướng bất định, vừa xuất thế vừa tại thế, vì các ngài chẳng thường theo Phật, vì các ngài tiêu biểu cái nghĩa trung đạo. Các vị thiên và nhân ở sau cùng, vì các ngài là hình tướng thế gian, vì trong các ngài có lẫn cả phàm và thánh, vì các ngài là chức ngoại hộ, đứng ngoài mà bảo hộ Phật Pháp. Một thanh văn chúng, đây là số và loại các vị thanh văn. Kinh văn Hán, giữ đại tùy khưu tăng, thiên nhị bách ngũ thập nhân cầu, Việt cùng với các bậc đại tùy khưu tăng có 1.250 vị. Đại tùy khưu là người tu xuất gia, đã được giữ cụ túc giới. Tùy khưu là tiếng Ấn Độ, nguyên âm đọc là Yi Khu, có hàm ba nghĩa. Một khất sĩ chỉ giữ một chiếc bát để xin cơm nuôi thân, không xúc tích tiền của chi cả, chuyên cầu xin lấy đạo xuất thế gian. Khất sĩ là kẻ đi xin ăn, xin đạo. Hai, phá ác. Dùng trí tuệ chân chính để quan sát phá trừ mọi tật, các phiền não chẳng sa đọa vào vòng ái kiến. Ba, bố ma. Đã phát tâm thụ giới, phép yết ma đã thành tựu, tức thời loài ma trông thấy phải sợ hãi. Tăng, nguyên là tăng già, tiếng Ấn Độ đọc là Sangha. Dịch nghĩa ra chữ Hán là hòa hợp chúng, cùng chứng được lý vô vi giải thoát, gọi là lý hòa, thân hòa cùng ở với nhau, miệng hòa không cãi cọ nhau, ý hòa cùng đẹp lòng nhau, kiến hòa cùng hiểu với nhau, lợi hòa cùng chia với nhau, gọi là sự hòa. Tất cả là lục hòa thì mới được gọi là tăng già, là hòa hợp chúng. Trong số 1.250 vị ấy, thì ba anh em ông Ca Diếp với học trò của ba ông cộng được 1.000 người. Ông Xá Lợi Phất và ông Mục Kiền Liên với học trò của hai ông cộng được 200. Bọn ông Gia Xá Tưởng có 50 người, đều là những người khi Phật mới thành đạo được độ thoát trước tiên, vì cảm thâm ân của Phật nên thường theo Phật. Đây là nói về địa vị và đạo đức của các ngài thanh văn. Kinh văn Hán, giai thị đại A-la-hán, chúng sở tri thức, Việt đều là những bậc đại A-la-hán, chúng đều quen biết. Đại A-la-hán là tiếng Ấn Độ, nguyên âm đọc là A-han, có hàm ba nghĩa. Một, ứng cúng, người được ứng cúng, đó là quả khất sĩ. Hai, sát tặc, giết hết giặc phiền não, đó là quả phá ác. Ba, vô sinh, không còn sinh tử nữa, đó là quả bố ma. Lại có ba bậc A-la-hán khác nhau: một, tuệ giải thoát; hai, câu giải thoát; ba, vô nghi giải thoát. Các vị ở đây là vô nghi giải thoát, cho nên gọi là đại A-la-hán. Lại vì các vị ấy vốn là bậc pháp thân đại sĩ, Bồ Tát đã chứng minh được pháp thân thì hiện ra làm thanh văn để chứng thực phép tu tịnh độ là một phép bất khả tư nghỉ, cho nên gọi là đại A-la-hán. Các vị theo Phật đi thuyết pháp gọi là chuyển pháp luân, lăn bánh xe pháp, làm lợi ích khắp cõi nhân và cõi thiên, cho nên được chúng đều quen biết. Đây là kể tên các vị đứng đầu. Kinh văn Hán, trưởng lão Xá Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp, Maha Ca Trên Diên, Maha Cô Si La, Lì Bà Đa, Chu Lợi, Bàn Đà Già, Nan Đà, An Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lưu Phả La Đoạ, Ca Liêu Đà Di, Maha Kiếp Tân Na, Bà Câu La, A Nậu Lâu Đà, Như Thị Đẳng Chư Đại Đệ Tử, Việt. Là trưởng lão Xá Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp, Maha Ca Trên Diên, Maha Cô Si La, Lì Bà Đa, Chu Lợi Bàn Đà Già, Nan Đà A Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lư Phả La Đoạ, Ca Liêu Đà Di, Maha Kiếp Tân Na, Bà Câu La, A Nậu Lâu Đà, còn nhiều các vị đệ tử khác cũng như thế nữa. Tuổi cao đức trọng đều tôn quý thì gọi là trưởng lão, lại gọi là tôn giả, là người đáng tôn quý. Ngài Xá Lợi Phất, Ấn Độ đọc là Sariputra, chữ Hán là thân tử. Trong hàng thanh văn, ngài là bậc trí tuệ đệ nhất. Ngài Maha Mục Kiền Liên, Ấn Độ đọc là Maha Moggallana, chữ Hán là Đại Thái Thúc Thị, là bậc có phép thần thông đệ nhất. Ngài Maha Ca Diếp, Ấn Độ đọc là Maha Kasyapa, chữ Hán là Đại Ẩm Quang, thần ngài có ánh sáng vàng, được Phật truyền tâm ấn cho làm tổ đệ nhất. Ngài là bậc tu hạnh đầu đà đệ nhất, hạnh đầu đà là khất thực, đi xin ăn. Ngài Maha Ca Chiên Diên, Ấn Độ đọc là Maha Katiyana, chữ Hán là Đại Văn Sức,
là dòng Bà La Môn, là bậc có tài nghị luận giỏi đệ nhất, ngài Maha Kausila, Ấn Độ, đọc là Maha Kausila, chữ Hán là Đại Tất, là bậc có tài trả lời các câu hỏi hay đệ nhất. Ngài Li Bà Đa, Ấn Độ đọc là Revata, chữ Hán là Tinh Tú, là bậc không điên đảo rối loạn đệ nhất, tức là ngồi thiền định. Chữ Hư Chu Lợi Bản Đà Già, Ấn Độ đọc là Sura Panthaka, chữ Hán là Kế Đạo, là người rất đần độn chỉ nhớ nghĩa được một bài kệ mà thành người có tài biện luận giỏi vô cùng, nên ngài là bậc nhớ nghĩa hay đệ nhất. Ngài Nanda, Ấn Độ đọc là Nanda, chữ Hán là Khánh Hỷ, là em ruột của Phật, ngài là bậc có uy nghi dung mạo đệ nhất. Ngài Ananda, Ấn Độ đọc là Ananda, chữ Hán đọc là Khánh Hỷ, là em con chú của Phật, lại được làm thị giả đứng hầu Phật, ngài là bậc được nghe nhiều đệ nhất. Ngài La Hầu La, Ấn Độ đọc là Rahula, chữ Hán là Phú Trướng, là thái tử của Phật, ngài có đạo hạnh bí mật đệ nhất. Ngài Kiều Phạm Ba Đề, Ấn Độ đọc là Gavampati, chữ Hán là Nghiêu Tư, vì có tội ác khẩu từ kiếp trước nên phải chịu quả báo còn sót lại, mồm nhai như con bò, ngài là bậc được hưởng cúng dường ở cõi thiên bậc nhất. Ngài Tân Đầu Lư Phả La Đọa, Ấn Độ đọc là Bindola Bara Vaja, chữ Hán là bất động và lợi căn, ngài ở lại thế gian rất lâu dài để hưởng cúng dường ở đời mặt thế, ngài là bậc phúc điển đệ nhất, giống như một thửa ruộng tốt để người đời trồng cây phúc. Ngài Kalil Daji, Ấn Độ đọc là Kalo Dayin, chữ Hán là Hắc Quang, ngài là sứ giả của Phật, là bậc giáo hóa được nhiều người nhất, nhiều người đệ nhất. Ngài Maha Kiptana, Ấn Độ đọc là Maha Kapina, chữ Hán là Phòng Tú, là bậc biết xem sao đệ nhất. Ngài Bakola, Ấn Độ đọc là Vakula, chữ Hán là Thiện Dung, ngài là bậc có thọ mệnh sống lâu đệ nhất. Ngài An Nậu Lâu Đà, Ấn Độ đọc là Aniruddha, chữ Hán là Vô Bần, ngài cũng là em con chú của Phật, ngài có bậc là bậc có thiền nhãn, con mắt trông xa đệ nhất. Các ngài thường theo Phật luôn luôn cho nên gọi là thường tùy chúng. Các ngài vốn là bậc pháp thân đại sĩ, là bậc Bồ Tát đã chứng được pháp thân mà thì hiện ra làm thanh văn, cho nên lại gọi các ngài là ảnh hưởng chúng, là các vị tăng có nhiều ảnh hưởng cho đạo Phật. Này các ngài được nghe phép tù tịnh độ, là phép thu nhận được vô lượng công đức, các ngài đều được lợi ích là Phật đã bố thí cho các ngài được hiểu đệ nhất nghĩa, hiểu nghĩa đệ nhất trong giáo lý của Phật. Các ngài làm cho đường đạo tăng lên, đường đời giảm bớt, tự mình cải tạo cho đất nước mình trở nên thanh tịnh giác ngộ, cho nên các ngài lại được gọi là đương cơ chúng, là các vị tăng có cơ đương nổi việc Phật. Hai, Bồ Tát chúng. Nói về Bồ Tát chúng hay Bồ Tát tăng. Kinh văn Hán: Tình trừ Bồ Tát Ma Ha Tát, Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, A Giật Đa Bồ Tát, Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tiến Bồ Tát, Giữ Như Thị Đẳng Chư Đại Bồ Tát. Việt: Lại có các vị đại Bồ Tát là Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, A Giật Đa Bồ Tát, Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tiến Bồ Tát, cùng nhiều vị đại Bồ Tát khác cũng như thế nữa. Chữ Bồ Tát Ma Ha Tát, tiếng Brahmana ở Ấn Độ, nguyên âm đọc là Bodhisattva Nha Maha Sattva Nha, Bồ Đề Tát Đà Bà Gia Maha Tát Đà Bà Gia. Dịch nghĩa ra chữ Hán là đại đạo tâm thành tựu hữu tình, có tâm đạo lớn làm cho hữu tình được thành tựu, đó là một danh hiệu của một người đã vận dụng được cả hai tâm bi thương và trí tuệ, làm lợi lạc cả mình và người. Phật là Pháp Vương, ông vua tạo ra vạn pháp. Ngài Văn Thù Sư Lợi, nguyên âm tiếng Ấn Độ đọc là Manjusri, chữ Hán là Diệu Đức, Diệu Cát Tường. Ngài vốn nối nghiệp nhà của Phật nên được gọi là Pháp Vương Tử, con của Đức Pháp Vương. Trong hàng Bồ Tát Tăng, ngài là bậc có trí tuệ đệ nhất. Chẳng là bậc có trí tuệ chân thực dũng mãnh thì chẳng tài nào chứng được và hiểu được pháp môn tịnh độ này, cho nên ngài được đứng đầu. Ngài A Giật Đa, tiếng Ấn Độ đọc là Ajita, chữ Hán là Vô Năng Thắng, là tên riêng của ngài Di Lặc Bồ Tát, tiếng Ấn Độ đọc là Maitreya.
Ngài là bậc sẽ được thành Phật sau đời Phật Thích Ca. Hiện bây giờ Ngài ở ngôi đẳng giác Bồ Tát, Bồ Tát thứ 10. Ngài lấy việc làm cho đất nước mình trở nên trang nghiêm trong sạch, giác ngộ là việc thiết yếu của Ngài, cho nên Ngài đứng thứ nhì. Ngài Kanda Ha Đề, tiếng Ấn Độ là Kanda Hastin, chữ Hán là bất hiếu tức, tức là chẳng ngừng nghỉ. Vì Ngài là người tu hành mãi mãi, lâu đời nhiều kiếp chẳng hề ngừng nghỉ. Ngài thường tinh tiến, là một vị Bồ Tát thường làm lợi lạc cho cả mình và người, không hề mỏi mệt. Các vị này đều là các vị Bồ Tát ở ngôi rất cao. Các ngài đều phải quyết chí cầu sinh tịnh độ, vì cứ rằng các ngài mong được thấy Phật luôn luôn chẳng rời, mong được nghe Pháp luôn luôn chẳng rời, mong được thân cận cúng dường chúng tăng luôn luôn chẳng rời. Có thế thì mới có thể mau chóng viên mãn được tâm Bồ Đề của mình. Phép tu tịnh độ này về phần sự là một nhân duyên rất lớn lao, về phần lý là một phép tu bí mật tạm ta chớ nên bỏ qua. Ba, thiên nhân chúng. Đây là nói về thiên nhân chúng, chúng cõi thiên và cõi nhân. Kinh văn: Hán cập Thích Đề hoàn nhân đẳng vô lượng chư thiên đại chúng câu. Việt: cả vua Đế Thích và các vua khác cùng với các đấng trên cõi trời và các cõi khác đông không xiết kể cùng đến dự hội. Thích Đề hoàn nhân nguyên tiếng Phạn là Sakra Deva Indra, chữ Hán là năng vi chúa hay năng thiên chúa, tức là một vị thiên vương ở cõi trời Đao Lợi ở đỉnh núi Tu Di cao nhất thế giới. Chữ đẳng là kiêm cả hạ đẳng và thượng đẳng, tức là các vị vua chúa ở cõi trời dưới vua Đế Thích và các vị ở cõi trời trên vua Đế Thích. Dưới vua Đế Thích có bốn vị thiên vương ở lưng chừng núi Tu Di, trên vua Đế Thích ở hư không còn có vô số các đấng ở các cõi trời khác, tức là bốn cõi dục giới, dạ ma đâu xuất hóa lạc và tha hóa, 18 cõi trời sắc giới và bốn cõi vô sắc giới. Tất cả có hai cõi trời dục giới ở núi Tu Di và 26 cõi trời ở trên hư không, cộng là 28 cõi. Chữ đại chúng câu là tóm tắt hết cả các giới ở khắp mười phương, cõi trời, cõi người, tám bộ quỷ thần, Atula, nhân, phi nhân, vân vân, không một ai là không đến dự hội nói pháp này, không một người nào là không được thu hút vào trong pháp môn tu tịnh độ, chỉ vì pháp môn này rất rộng lớn nên mới mầu nhiệm được như thế. Đến đây là hết phần thông tự. Hai, biệt tự. Từ đây là phần biệt tự hay phát khởi tự. Phép tu tịnh độ là pháp môn mầu nhiệm chẳng khá nghĩ bàn, cho nên không có ai biết mà hỏi. Tự Phật phải khởi xướng lên, Phật nói cho biết trên cái thế giới kia y báo và nhân vật ở thế giới kia chính báo, để phát khởi cái tâm tín nguyện của con người. Lại nữa, trí huệ Phật soi thấy căn cơ của chúng không sai lầm. Phật thấy rõ tất cả đại chúng đây ai cũng có cơ được nghe pháp tu tịnh độ này, ít ra cũng được một trong bốn lợi ích. Một, nghe rồi thấy toàn thân sung sướng vui mừng. Hai, nghe rồi sinh tâm thích làm thiện. Ba, nghe rồi trừ bỏ hết tội ác tật xấu. Bốn, nghe rồi hiểu thấu vào tới chỗ chính lý của thực tướng. Vì lẽ ấy mà Phật chẳng đợi ai hỏi, mà tự Phật phát khởi ra phép tu tịnh độ này. Cũng như trong kinh Phạm Võng, nào có ai biết vị hiệu Phật là gì mà hỏi. Cũng là tự Phật khởi xướng lên mà nói rằng, chính vị hiệu của ta là Phật Lô Xá Na Rokana. Ngài trí giả cũng cho đoạn kinh này là phần phát khởi tự, ta lấy đấy làm tỷ lệ, thì đủ biết đoạn kinh này cũng là phần phát khởi tự. Kinh văn Hán: Nhĩ thời Phật cáo trưởng lão Xá Lợi Phất, tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết Cực Lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà, kim hiện tại thuyết pháp. Việc bấy giờ Đức Phật bảo ngài trưởng lão Xá Lợi Phất rằng: Từ đây đi về bên Tây Phương kia, trải qua 10 môn ức Phật độ, có một thế giới gọi là Cực Lạc. Cõi ấy có Phật hiệu A Di Đà hiện đang thuyết pháp. Pháp tu tịnh độ là một pháp môn thu nhiếp được cả ba hạng người, thượng căn, trung căn, hạ căn, là một pháp môn viên dung tuyệt đối, bất khả tư nghỉ. Pháp môn này thu được tất cả, vượt được tất cả các pháp môn khác xưa nay chưa nói rõ được như thế. Một pháp môn rất sâu, rất khó tin, cho nên đặc biệt bảo cho người đại trí tuệ. Vì rằng chẳng phải là người trí tuệ đệ nhất thì chẳng cách nào hiểu ngay được mà không nghi ngờ. Đủ thấy người trí tuệ mới tu được, mà hiền ngu cũng tu được, thực là hai việc bất khả tư nghỉ. Chữ Tây Phương là Phật bảo, đi tắt ngang thẳng sang phía Tây là chỗ hiện đương có cõi tịnh độ ngay lúc ấy. Chữ ức ở đây là 10 triệu, vậy 10 vạn ức thành 1.000.000 triệu.
Chữ Phật độ là một khu vực của một vị Phật hóa độ có 1.000 triệu Thái Dương hạ, trong kinh Phật gọi là một Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Này hãy nói đến, hay nói thế nào là một Phật độ hay là Tam Thiên Đại Thiên thế giới, ta lấy ngay quả đất của ta ở đây. Ta nói quả đất của ta có một núi Tu Di cao nhất, bốn bên Đông Tây Nam Bắc, mỗi bên là một châu chung quanh có thiết vi bọc lấy, châu nào cũng dùng ở dưới một mặt trăng soi vào. Mỗi châu là một thiên hạ, quả đất có bốn tứ thiên hạ, cho nên gọi là quả tứ thiên hạ. 1.000 quả tứ thiên hạ gọi là một tiểu thiên thế giới, 1.000 tiểu thiên thế giới gọi là một trung thiên thế giới, 1.000 trung thiên thế giới gọi là một đại thiên thế giới. Vậy chữ tam thiên ở đây nghĩa là 1 x 1.000 tiểu thiên, lại 1.000 x 1.000 đại thiên, 1 tỷ, 1.000 triệu. Này Phật bảo, phải đi qua 10 vạn ức Phật độ như thế về phía Tây, đến đấy là thế giới cực lạc. Hoặc có người hỏi, cớ gì cực lạc ở phương Tây? Thưa, câu hỏi ấy không có nghĩa. Giả sử nói cực lạc ở phương Đông, thì Ngài lại hỏi cớ gì nó ở Đông? Câu hỏi ấy chẳng phải là câu đùa chơi hí luận là gì? Không trả lời thế mới là trả lời rất hay. Giờ này càng trả lời nhiều càng thêm hí luận. Huống chi, Ngài đi quá ra 11 vạn ức Phật độ, Ngài nhìn lại cực lạc, thì nó lại ở đằng đông rồi, Ngài còn nghi ngờ gì nữa? Cầu hữu thế giới danh viết cực lạc, có thế giới gọi là cực lạc, là nói cái tên quả đất kia là cái phần y báo của Phật và nhân dân ở đấy. Y báo là quả báo do nghiệp ý của con người đã tạo ra, để cho con người phải y vào đấy mà sinh sống. Quả đất ấy vận chuyển luôn luôn, lúc này qua lúc khác. Thành ra nó có 3 đời, đời trước, đời này, đời sau, cho nên gọi nó là thế. Quả đất ở trong hư không, xung quanh nó là 10 phương, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thượng và hạ. Phương nào nó cũng có giới hạn ở phương ấy, cho nên gọi nó là giới. Vì nó bị vận chuyển trong tam thế và nó có giới hạn ở khắp thập phương nên gọi nó là thế giới. Nước cực lạc, nguyên âm tiếng Brahmana, Ấn Độ đọc là Sumati, Tumade, chữ Hán là cực lạc, an lạc, diệu ý, an dưỡng, thanh thái, vân vân. Nghĩa là một đất nước yên vui, yên ổn đệ nhất, vĩnh viễn thoát ly hết mọi khổ. Xem xuống dưới còn thích nghĩa rõ hơn. Nhưng mà Phật độ nào cũng có 4 cõi, cõi nào cũng chia làm 2, tịnh độ và uế độ. Câu này đính chính lại các chỗ sai lầm. Một, cõi phàm thánh đồng cư, chỗ nào ngũ trọc nặng là uế độ, chỗ nào ngũ trọc nhẹ là tịnh độ. Nhưng ở Tây phương thì cõi đồng cư là tịnh độ, vì phàm với thánh ở đấy cùng một lệ. Hai, cõi phương tiện hữu dư, chỗ nào người tu phép tích không chuyết độ, chứng vào ở đấy là uế độ. Chỗ nào của người tu phép thể không xảo độ, chứng vào ở đấy là tịnh độ. Nhưng Tây phương thì cõi phương tiện là tịnh độ, vì người tu tiểu thừa ở đấy đã hồi tâm. Ba, cõi thực báo vô chướng ngại, chỗ nào của người tu phép thứ đệ tam quán, chứng vào ở đấy là uế độ. Chỗ nào người tu phép nhất tâm tam quán, chứng vào ở đấy là tịnh độ. Nhưng ở Tây phương thì cõi thực báo là tịnh độ, vì là chỗ ở của người tu phép viên chiếu. 4. Cõi thường tịch quang, chỗ nào của người tu phận chứng ở là uế độ. Chỗ nào của người tu cứu cánh mãn chứng ở là tịnh độ. Nhưng ở Tây phương thì cõi thường tịch quang là tịnh độ, vì 16 vị vương tử đều ở đấy, phần bàn và phần tích đều cao. Cái thế giới cực lạc nói ở trong kinh này chính là cõi đầu cư tịnh độ, mà 3 cõi tịnh độ trên cũng có đủ cả ở ngay đấy. Đây là bàn về tu đức, đức tu của mình lên cao thì chỉ có tịnh độ thôi. Còn bàn về tính đức thì trong tính đức, dù là một hạt bụi nhỏ li ti cũng thế, trong hạt nào cũng có sẵn đủ 4 Phật độ, cả tịnh và uế. Này rút vào phép tu chỉ có 3 món tín nguyện hành với danh hiệu Đức Phật A Di Đà bất khả tư nghỉ, mà khiến được người phàm phu cảm ứng hiện ra ở thế giới cực lạc, một cõi đồng cư cực kỳ thanh tịnh mà ở trong những Phật độ khác ở khắp 10 phương đều không thể có được. Chỉ riêng ở cực lạc mới có một cõi đồng cư như thế mà thôi. Có thế thì mới là tông chỉ phép tu tịnh độ ở cực lạc. Xuống dưới này những chỗ giảng nghĩa về tịnh độ đều như thế cả. Cầu hữu Phật hiệu A Di Đà, có Phật hiệu là A Di Đà là nói cái tên của Đức Giáo Chủ kia, là cái phần chính báo của vị Phật ở đấy. Chính báo là cái quả báo do nghiệp ý của con người đã tạo ra,
Đó là chính cái thân con người phải sinh sống ở đấy, xuống dưới này sẽ phiên dịch thế nghĩa rộng nhiều. Phật phải có ba thân là pháp thân, báo thân và ứng thân. Thân nào cũng có thân đơn và thân kép. Pháp thân đơn là cái tính lý của người tu đã chứng nhận được. Báo thân đơn là những công đức và trí tuệ của người tu đã tạo ra để chứng thực. Hóa thân đơn là những màu sắc hình tượng 32 tướng, 80 hào của người tu đã hiện ra. Pháp thân kép thì một cái thân tự tính nó vốn trong sạch, tự tính thanh tịnh pháp thân. Hai, cái pháp thân rất mầu nhiệm đã thoát lìa hết trần cấu, hết mọi tà kiến, phiền não, nhiều bẩn. Báo thân kép thì một cái báo thân mình tạo ra để cho mình thụ dụng, tự thụ dụng báo thân. Hai, cái báo thân mình tạo ra để cho người khác thụ dụng, tha thụ dụng báo thân. Hóa thân kép thì một cái hóa thân mình thể hiện giáng sinh vào cõi nào thì hiện sinh hóa thân. Hai cái hóa thân mình ứng hiện ra, ứng hiện hóa thân. Lại còn hai loại hóa thân nữa, một hóa thân ở cõi Phật, hai hóa thân ở mỗi loài chúng sinh. Tuy là phân tách ra thân đơn thân kép của ba thân thì như thế, mà đây luận về tính đức, chứ thực ra thân của Phật chẳng phải một, chẳng phải ba, mà là ba mà là một, chẳng dọc chẳng ngang, chẳng cùng chẳng khác. Nói thế nào cũng không đúng, cũng lỗi lầm cả. Thân của Phật phải thoát hết mọi lỗi lầm ấy, là cái thân chẳng khá nghĩ, chẳng khá bản. Này, trong kinh này nói là Phật A-di-đà thì chính là chỉ vào cái thị sinh hóa thân ở trong cõi đồng cư tịnh độ, nhưng cũng tức là báo thân, tức là pháp thân đấy, bởi vì thân của Phật là tùy theo bốn cõi ngang nhau mà hiện ra. Lại nữa, ở trên chữ thế giới và chữ Phật đều có chữ hữu, thì chữ hữu ấy nghĩa là có mà là có thực. Trong chữ hữu bao hàm bốn nghĩa: tứ tất đàn, hoan hỷ, sinh thiện, phá ác, nhập lý. Nói rằng có thế giới có Phật là vì Đức Thích Ca muốn nêu lên một cảnh tượng chân thực khiến cho người tu vui cầu, để Ngài đem lời thành thực chỉ bảo cho, khiến người tu phải chuyên chú nhất tâm. Thế giới Cực Lạc và Phật A-di-đà nói ở đây chẳng phải là cảnh tượng cản thành dương diện, cảnh ma, chẳng phải là cảnh tượng quyền hiện khúc thị, cảnh quyền giáo, chẳng phải là cảnh tượng duyên ảnh hư vọng, cảnh tà, chẳng phải là cảnh tượng bảo chân thiên đàng, cảnh tiểu thừa. Nêu ra cảnh chân thật này là vì Ngài muốn phá mọi cảnh ma quyền tà tiểu. Phá quyền là phá cái ngụy biện trong sách Hoa Nghiêm Hợp Luận, phá tà là phá cái tập quán của người đời mạt thế ngu mê. Hai điều này rất quan hệ, tại vì Ngài muốn người tu tịnh độ chứng sâu vào thực tướng là tâm tính của con người trong có đủ cả, có thế giới Cực Lạc, có thân Phật A Di Đà thực, chỉ cần mình tu niệm là tự khắc hiện ra đầy đủ rõ rệt. Cầu kim hiện tại thuyết pháp, nay hiện đang thuyết pháp, đối với hai cảnh tượng hiện có, hai câu trên là ý báo thế giới Cực Lạc và chính báo thân Phật A Di Đà, thì cảnh tượng hiện nay đang thuyết pháp đây chẳng phải là cảnh quá khứ đã diệt, mà cũng chẳng phải là cảnh vị lai chưa thành, giống như cảnh Phật Thích Ca chẳng ở lâu cõi này và cảnh Phật Di Lặc chưa giáng sinh, là hai thời gian không có Phật để cho mình nương tựa. Thì cảnh kim hiện tại thuyết pháp đây chính là một cảnh để cho mình nên phát nguyện cầu vãng sinh, để được thân cận Phật, được nghe pháp, được chóng thành chính giác. Lại nữa, hai chữ hữu và chữ hiện tại đây là lời tựa để khuyên người tu mở lòng tín. Chữ thế giới danh viết Cực Lạc là lời tựa để khuyên người tu nguyện. Chữ Phật hiệu A-di-đà là lời tựa khuyên người tu phải thực hành cái hạnh tu mầu nhiệm là trì danh, tức là niệm Phật. Lại nữa, chữ A-di-đà là lời tựa về Phật, chữ thuyết pháp là lời tựa về Pháp, chữ hiện tại trong có hải hội nghe Pháp là lời tựa về Tăng, Phật Pháp Tăng, cùng ở trong một thực tướng là lời tựa về phần thể chất. Y theo vào thể chất ấy, nhất thể tam bảo mà khởi ra tín nguyện hạnh là lời tựa về phần tôn trì. Tín nguyện hạnh đã thành rồi tất là được vãng sinh, được thấy Phật, được nghe Pháp là lời tựa về phần lực dụng. Chỉ có một cảnh giới Phật dùng làm cảnh giới cho tâm mình chăm chú vào, giống như cái kim chỉ nam, chẳng cho một sự tướng nào khác xen lẫn vào tâm mình. Đó là lời tựa về giáo tướng. Lời nói sơ lược mà ý nghĩa này rất chú đáo. Phần tựa cả thông và biệt đến đây là xong. B. Phần chính tông, chính tổng phận. Phần chính tông chia làm ba, một dãy bày rất rộng, quả y báo và quả chính báo rất mầu nhiệm,
ở quả đất bên kia để khải tín, mở lòng tin. Hai, đặc biệt khuyên chúng sinh nên cầu sinh đi vào quả đất ấy để cho chúng sinh phát nguyện, phát khởi chí nguyện bằng lời thề nguyện. Ba, chính bảo người tu phải chấp chỉ danh hiệu là niệm Phật để lập hạnh. Lập hạnh tu, ba phần tín nguyện và trì danh là tông chỉ thiết yếu của cả bộ kinh. Phần tín và phần nguyện gọi là tuệ hạnh, là hạnh tu trí huệ. Phần trí danh gọi là hành hạnh, là hạnh tu thực hành. Được sinh tịnh độ hay là không được sinh hoàn toàn là bởi mình có tín và nguyện hay không. Câu nói này vững như núi đá, chẳng thể chuyển rời được. Được sinh ở phẩm cao hay là ở phẩm thấp hoàn toàn là bởi mình trì danh đã lâu năm hay là mới. Cho nên tuệ hạnh là cái dẫn đường đi trước, hành hạnh là phận sự chính tu, giống như mắt và chân cả hai đều vận dụng thế mới đi sinh vào quả đất trong sạch kia được. Một, khải tín quả y báo, kinh văn, Hán, Xá Lợi Phất, Bỉ Độ Hà Cố Danh Vi Cực Lạc. Việt, Xá Lợi Phất ơi, cõi ấy vì sao gọi là cực lạc? Đoạn này là lời Phật Thích Ca hỏi. Kinh văn, Hán, kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ, đản thụ chư lạc, cố danh cực lạc. Việt, chúng sanh cõi ấy không có những khổ, chỉ hưởng những vui, bởi thế cho nên gọi là cực lạc. Đoạn này là lời Phật Thích Ca giải nghĩa thế nào là cực lạc. Trước hết ngài đem những người được hưởng cái vui ở đấy ra mà thích nghĩa. Chữ chúng sinh là tất cả những người được hưởng cái vui ở đấy. Từ vị Bồ Tát Đẳng Giác xuống đến người phàm đều là chúng sinh. Nhưng đây hãy nói về hạng nhân dân thôi, là có ý đem hạng kém nhất ở phẩm hạ hạ để so sánh với người hơn nhất ở phẩm thượng thượng. Cái điểm bất khả tư nghị của tông tịnh độ là điểm này. Quả đất Ta Bà này khổ mà cũng có cái vui lẫn vào. Thực ra cái vui ấy cũng là khổ. Phật gọi nó là hoại khổ vì nó chẳng ở lâu với mình. Khi nó bị hoại là mình khổ. Còn cái khổ thực thì Phật gọi là khổ khổ vì nó là cái khổ làm thân tâm mình bức bách khổ thực. Lại còn một cái chẳng vui chẳng khổ gì, nhưng Phật cũng gọi là hành khổ vì nó cũng làm cho mình trôi đi đến chỗ khổ. Quả đất cực lạc ở bên kia vĩnh viễn thoát ly cả ba cái khổ ấy. Chỉ có những cái vui, mà cái vui ở đấy không giống như cái vui ở đây, là cái vui đối đãi với cái khổ mà ta quen gọi là vui. Có thế mới gọi được là cực lạc, rất vui. Này hãy cứ một chiều mà phân biệt những cái vui như dưới đây. Có hy tịnh độ đồng cư năm trưởng ác nhẹ, cũng đã không có tám cái khổ. Chỉ hưởng những cái vui, chẳng ốm đau chẳng già, được du hành tự tại, cơm sẵn của trời, áo sẵn của trời, cùng dung hợp với người thượng thiện, vân vân. Có hy tịnh độ phương tiện thánh cư của các vị tu phép thể không xảo độ, đã không có cái khổ chậm chạy vắng không, mà chỉ hưởng những cái vui như thần thông du hí, vân vân. Có hy tịnh độ thực báo trang nghiêm của các vị tu phép nhất tâm tam quán, đã không có cái khổ thân phát tính bị thấm lậu, tâm chân thường bị lưu chuyển, mà chỉ hưởng cái vui rốt ráo đầy đủ xứng hợp với tâm tính mình. Còn những chúng sinh bên thế giới cực lạc ở cõi tịnh độ đồng cư thì chỉ tu phép trì danh mà có nhiều thiện căn phúc đức ngang với Phật, cho nên được hưởng đầy đủ mọi cái vui ở bốn cõi tịnh độ trên này. Lại nữa, cái điểm hơn hết ở thế giới cực lạc chẳng ở ba cõi tịnh độ trên mà ở cõi tịnh độ đồng cư, vì rằng trông lên thì những cõi đồng cư khác ở khắp mười phương đều kém phần đặc biệt, mà trông xuống thì đem đọ với cõi này rất có thể. Vì thế mà kẻ phàm phu thích vào cõi tịnh độ đồng cư này được thung dung hơn, được độ thoát siêu việt mau lẹ. Ý Phật nói cái khổ cái vui là ở chỗ này. Bây giờ Phật Thích Ca lại đem những cái vui để cho người thụ dụng ở cõi ấy ra mà thích nghĩa cho hai chữ cực lạc. Đoạn này là ngài giải thích thêm cho rõ nghĩa hai câu vô hữu chúng khổ đản thọ chư lạc. Ở dưới còn một đoạn thích nghĩa rộng hơn cũng thế. Kinh văn, Hán, hiệu Xá Lợi Phất, cực lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng hàng thụ, giai thị tứ bảo, chú tác vi nhiễu, thị cố bỉ quốc, danh vi cực lạc. Việt, lại còn đây nữa, Xá Lợi Phất ơi, cõi nước cực lạc, bảy lần rậu rào, bảy lần lưới răng, che bảy hàng cây, toàn bằng tứ bảo khắp cả chung quanh, bảy thế nước kia gọi là cực lạc. Chữ thất trùng bảy lần tiêu biểu bảy khoa đạo phẩm. Chữ tứ bảo bốn báu là tiêu biểu bốn đức thường lạc mã tịnh. Chữ chủ tác vì nhiễu
là nói những chỗ ở của Phật và Bồ Tát rất nhiều vô lượng, khắp cả chung quanh, chỗ nào cũng có. Nói rằng những vật ấy toàn bằng tứ bảo, thế là công đức của mình sâu lắm mới được như thế. Nói rằng khắp cả chung quanh thì các vị hiền thánh khác chỗ nào cũng có cả. Đây là nói về cái nhân ở trong và cái duyên ở ngoài đều chân thật, đã tạo ra thế giới cực lạc. Những vật quý báu trang nghiêm như thế đã được tạo ra ở bốn cái tịnh độ đều bởi những phép tu sau đây. Một, ở cõi đồng cư tịnh độ thì do cái nghiệp tăng thượng thiện đã cảm ứng mà tạo ra, này cũng vì phép tu viên ngũ phẩm quán nữa. Thể chất của những vật báo này là ngũ trần, sắc thanh hương vị xúc, thuộc về loại duyên sinh thắng diệu. 2. Ở cõi phương tiện tịnh độ thì bởi phép tu tức không quán trí đã cảm ứng mà tạo ra, cũng lại bởi phép tương tự tam quán nữa. Thể chất của những vật báo này là ngũ trần, thuộc về loại diệu chân đế vô lậu. 3. Ở cõi thực báo tịnh độ thì bởi phép tu diệu giả quán trí đã cảm ứng mà tạo ra, cũng lại bởi phép phận chứng tam quán nữa. Thể chất của những vật báo là ngũ trần, thuộc về loại diệu tục đế vô lậu. 4. Ở cõi thượng tịch quang thì bởi phép tu tức trung quán trí đã cảm ứng mà tạo ra, lại cũng bởi phép cứu kính tam quán nữa. Thể chất của những vật báo này thuộc về loại diệu trung đế xứng tính. Muốn cho dễ hiểu thì phân biệt ra có bốn nghĩa như thế. Thực ra những vật báo trang nghiêm ở bốn cõi tịnh độ đều là những vật ở nhân duyên mà sinh ra, gọi là nhân duyên sinh pháp. Vật nào cũng là tức không, tức giả, tức trung cả. Đây là nói về tính đức, y vào tính đức mà khởi ra tu đức. Vì thế mà những cảnh vật ở cõi đồng cư tịnh độ bên thế giới cực lạc đều viên dung cả chân và tục, vô tận vô biên, chẳng có hạn lượng nào. Đây là nói về tu đức mà hoàn toàn tu đức đều ở trong tính đức. Những đoạn giải nghĩa ở dưới này đều phỏng theo một ý nghĩa như thế. Hoặc có người hỏi rằng, cõi thường tịch quang tịnh độ chỉ là một cõi lý tính, thì làm gì mà có được những vật báu trang nghiêm như thế? Thưa, mỗi một vật báu trang nghiêm ấy toàn thể nó là lý tính, nhưng mỗi một lý tính ấy phải có đầy đủ mọi vật trang nghiêm ấy, có thế mới là quả y báo rốt ráo của chư Phật. Nếu bảo cõi tịnh độ thường tịch quang chẳng có một vật ngũ trần thắng diệu nào cả, thì có khác gì cái cõi thiên trần phát tính của tiểu thừa? Đây là một đoạn thiết nghĩa rộng hơn, có hai đoạn. Một, thiết nghĩa riêng những cái vui để người thụ dụng. Kinh văn: Hán, hữu xá lợi phất, cực lạc quốc độ, hữu thất bảo trì, bát công đức thủy, sung mãn kỷ trung, trì đẻ thuần dĩ, kim sa bố địa, tứ biên giai đạo, kim ngân lưu ly pha lê hợp thành, thượng hữu lâu cát, diệt dĩ, kim ngân, lưu ly pha lê, xa cử xích châu, mã não, nhì nghiêm sức trì. Trì trung liên hoa, đại như sa luân, thành sắc thanh quang, hoàng sắc hoàng quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu hương khiết. Việt, lại còn nữa, xá lợi phất ơi, cõi nước cực lạc có ao thất bảo, trong ao thường đầy nước bát công đức. Đáy ao thuần bằng cát vàng óng ánh, bốn bên bờ ao bực lên lối đi làm bằng vàng bạc lưu ly pha lê, trên có lầu gác cũng toàn làm bằng vàng bạc lưu ly pha lê, xa cửa xích châu mã não, hoa sen trong ao to bằng bánh xe, màu xanh sáng xanh, màu vàng sáng vàng, màu đỏ sáng đỏ, màu trắng sáng trắng, nhiệm màu thơm sạch. Đoạn trên kia là Phật nói rõ những chỗ ở của người bên cực lạc, đoạn này Phật nói rõ những chỗ sinh ra người ở bên cực lạc. Thất bảo là bảy của báu, một vàng, hai bạc và năm thứ ngọc có năm màu, lưu ly pha lê xích châu mã não. Hồ ao và mọi cảnh vật đều là thất bảo tạo thành, thì không giống như cảnh ở cõi này toàn là đất với đá. Nước có tám công đức: một, trừng thanh, lọc trong, khác với nước ở đây vẩn đục; hai, thanh lãnh, man mát, khác với nước lạnh quá, nóng quá; ba, cam mỹ, ngon ngọt, khác với nước mặn quá, nhạt quá; 4. Khinh nguyễn, mềm nhẹ, khác với nước nặng chìm; 5. Nhuận trạch, đượm nhuận bóng nhoáng, khác với thứ nước ướt át, thối nát, phai màu, nhợt nhạt; 6. An hòa, yên ổn, hòa nhã, khác với thứ nước chảy mau và dữ tợn; 7. Trừ cơn khát, hết đói khát, khác với thứ nước sinh ra lạnh bụng; 8. Trường dưỡng trừ cần, nuôi lớn mọi cần, khác với mọi thứ nước làm tổn hại mọi cân, làm rối loạn, tăng bệnh, làm chìm đắm, vân vân. Chữ sung mãn kỳ trung, trong ao thường đầy thì khác với những ao khi thì khô kiệt, khi thì giàn giụa.
Đáy ao thuần bằng cát vàng khác với đáy ao thuần bùn nhơ. Bậc lên lối đi làm bằng tứ bảo thì khác với bằng đá gạch. Chữ dài là bậc lên, đạo là lối đi bằng phẳng. Nhà nhiều tầng là lâu, lầu cao chót vót gọi là cát. Lầu cát bằng thất bảo khác với ở đây làm bằng gỗ. Đất sơn sành đỏ. Lầu cát là chỗ ở và chỗ hội họp thuyết pháp. Người tu hành một khi được ở trong bảo thai hoa sen, trên ao thất bạc bảo nở ra, liền ngày bờ ao đi vào pháp hội thấy Phật nghe pháp. Hoa sen to bằng bánh xe. Bánh xe ở đây là bánh xe vàng của vua Chuyển Lân Vương to đến 40 dặm. Đây là nói hoa nhỏ nhất cũng bằng bánh xe. Nếu căn cứ vào kinh Quán Vô Lượng Thọ thì có hoa nhỏ, có hoa lớn lắm chẳng có hạn lượng nào. Vì rằng thân hình những người sinh ra ở cõi tịnh độ không ai giống ai. Hoa sen xanh tiếng Ấn Độ gọi là Yêu Bát La, hoa sen vàng gọi là Câu Vật Đầu, hoa sen đỏ gọi là Bát Đầu Ma, hoa sen trắng gọi là Phần Đà Lợi. Bởi vì thân người sinh ra đã có hào quang cho nên ở trong bào thai hoa sen có ánh sáng. Hoa sen bên cực lạc có rất nhiều màu, nhiều ánh sáng. Mà đây chỉ nói qua bốn màu thôi. Bốn chữ vì diệu hương khiết là tán thán bốn đức của hoa sen. Hoa chỉ có chất mà không có hình nên gọi là vi. Các hoa giao chập vào với nhau không hề trở ngại nên gọi là diệu. Hoa không có hình thì sạch, không có bụi trần bám vào nên gọi là khiết. Còn chữ hương thì có nghĩa là mùi thơm. Bào thai hoa sen có đủ bốn đức quý như thế thì cái thân sinh ra đủ biết quý là dường nào. Đây là đoạn kết nói về sức mạnh của Phật đã tạo ra những cảnh vật trang nghiêm ấy. Kinh văn Hán: Xá Lợi Phất, cực lạc quốc độ, thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Việt: Xá Lợi Phất này, cõi nước cực lạc chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm thế đấy. Đoạn văn trên đây đã nói rõ chỗ ở và chỗ sinh ra có rất nhiều Phật báu trang nghiêm như thế. Đoạn văn này Phật bảo cho biết những vật trang nghiêm đều bởi công đức xứng hợp với tâm tính của Phật A-di-đà có trí nguyện rất lớn và hạnh tu rất lớn nên mới tạo thành được trang nghiêm như thế. Cái nghĩa này là nói về Phật nguyện, Phật tu, Phật tạo thành. Vì Ngài có tâm đức lớn nên mới có khả năng tạo ra được nhiều vật báu trang nghiêm khắp cả bốn cõi tịnh độ và thu được hết thảy bậc phàm bậc thánh ở khắp mười phương suốt ba đời đều khiến cho được đi sinh vào cõi ấy. Lại nữa, Phật A Di Đà đã dùng trí nguyện rất lớn của Ngài để làm cái lớn, để làm cá nhân có rất nhiều thiện căn cho chúng sinh, và dùng cái hạnh tu rất lớn của Ngài để làm cái duyên có rất nhiều phúc đức cho chúng sinh. Cái nhân cái duyên ấy đã khiến cho người nào có tâm tín nguyện trì danh thì cứ mỗi tiếng niệm Phật là tạo thành được những cảnh Phật công đức trang nghiêm như thế, mà đều là đã tạo thành rồi, chứ chẳng phải nay mới có tạo hay từ mai mới tạo. Cái nghĩa này là nói về chúng sinh niệm Phật, chúng sinh tạo thành, nhưng ai nấy có hiểu mới nhận được. Như thế thời nghĩa là chúng sinh cứ lấy những vật báo trang nghiêm của Phật A-di-đà để làm bản chất tăng thượng, làm vốn, mà phát khởi mọi vật báo trang nghiêm ở trong tâm của chúng sinh. Câu này nói rõ được cả phần tính và phần tướng đầy đủ sáng suốt triệt đà hết được phép tu tịnh độ. Hoàn toàn của Phật tức là của chúng sinh, hoàn toàn của người khác tức là của mình, cho nên nói rằng đã tạo thành được những vật báo trang nghiêm như thế đấy. Hội họp cả hai nghĩa trên, nghĩa ở trên lại thành một nghĩa này. Đoạn văn kinh dưới đây là Phật Thích Ca đem cả người được thụ dụng và những vật để cho người thụ dụng hợp lại mà thích nghĩa chữ cực lạc. Trước hết đem cả năm căn với năm trần hợp lại mà thích rõ nghĩa thụ dụng, sau mới đem nhĩ căn và thanh trần riêng ra mà thích rõ nghĩa thụ dụng. Kinh văn Hán: Hiệu Xá Lợi Phất, bị Phật quốc độ, thường tác thiên nhạc, hoàng kim vi địa, chú dạ lục thời, vũ thiên mạn, đà la hoa, chỉ độ chúng sinh, thường dĩ thanh đán, các dĩ y kích, thành chúng diệu hoa, cúng dường tha phương, thập vạn ước Phật, tức dĩ thực thời, hoàn đào húc bản quốc, phạm thực kinh hành. Việt: Lại còn đây nữa, Xá Lợi Phất ơi, nước kia thường nghe lưng trời hòa nhạc, mặt đất thuần vàng, ngày đêm sáu buổi hoa mạn đà la rắc xuống như mưa. Chúng sinh nước kia thường ngày sáng sớm đều lấy vạt áo đựng các thứ hoa màu thơm đẹp lạ đi cúng phương xa, mười muôn ức Phật chỉ trong giờ ăn lại về ngay nhà, cơm xong đi dạo. Âm nhạc của trời đất ở trên lưng trời hư không là thanh trần, mặt đất thuần vàng là sắc trần, các món ăn là vị trần, các thứ hoa là hương và sắc trần. Đựng hoa đi cúng Phật, tung hoa và đi dạo chơi là xúc trần. Đây là Phật Thích Ca nói về năm căn của chúng sinh đối với năm trần của mọi vật,
để mà hưởng thụ mọi cái vui. Hai chữ thưởng tác tức là thường thường động tác khởi lên suốt cả 6 buổi lục thời. Hoàng kim vi địa là nói cái thể chất của quả đất cực lạc thuần là vàng cả, nhưng còn có cả thất bảo trang nghiêm ở trên mặt đất nữa. Lục thời theo tục ở Ấn Độ chia ngày làm 3 buổi gọi là sơ phận, trung phận, hậu phận, đêm cũng thế, cũng chia làm 3 phần sơ trung hậu, gọi chung cả ngày và đêm có 6 phần, tức trú dạng lục thời. Đối với hy thành Phật, A-di-đà và nhân dân ở quả đất cực lạc thì không có thời gian, làm gì có ngày, có đêm, có 3 buổi và 6 buổi. Bởi vì ở tịnh độ, người chính báo và Phật y báo đều có ánh sáng, chẳng cần đến ánh sáng của mặt trời soi cho mới gọi là ngày, chẳng cần đến ánh sáng của mặt trăng mới gọi là đêm. Lúc nào cũng sáng luôn luôn như thế, thời gian ấy là một ngày sáng tươi dài vô hạn, thì còn làm gì có lúc nào là ngày và lúc nào là đêm. Nhưng đối với những cái thân chúng sinh chính báo ở quả đất Ta Bà này, y báo đều tối tăm mù mịt, thời gian ấy chỉ là một đêm buồn rầu dài vô hạn. Chỉ vì lúc nào nhờ có ánh sáng mặt trời soi cho thì gọi là ngày, lúc nào không có ánh sáng ấy gọi là đêm. Vì có ngày có đêm nên mới chia cái quãng đời sinh sống của mình ra làm 3 đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Lý thực ra thì chẳng ở đâu có thời gian, chẳng có ngày, chẳng có đêm, mà chỉ là có trí sáng hay là không có trí sáng mà thôi. Trong đoạn văn này, Phật Thích Ca nói 6 buổi ngày đêm ở tịnh độ là ý Phật thuận theo tư tưởng của chúng sinh ở quả đất tối mù, có thời gian, có ngày, có đêm. Mà Phật nói ra thế để cho họ dễ hiểu, dễ so sánh cái thời gian của họ đấy mà thôi. Mạn Đà La là tiếng Ấn Độ, chữ Hán là thích khí hay là bạch hoa, ý kích là cái đựng hoa, 3 chữ chúng diệu hoa, các thứ hoa màu thơm đẹp lạ, thì rõ ràng không phải là chỉ có một thứ hoa Mạn Đà La, lý ưng phải có 4 thứ hoa như trong Diệu Kinh đã nói, để làm tiêu biểu cho 4 nhân tu hành. Đem hoa đi cúng Phật ở nhiều phương khác là tiêu biểu cái nhân chân thực, biết đi đến cái quả tốt cực điểm, quả Phật, quả đức ấy nhiều lắm, ở khắp cả đâu đâu cũng có. Này hãy căn cứ vào quả đất Ta Bà này mà nói rằng đi cúng những 10 vạn ức Phật, là ý nói rằng sau khi mình đã được sinh sống ở cực lạc rồi, mình lại trở về cúng Phật Thích Ca, Phật Di Lặc ở đây cũng chẳng khó gì. Nếu lại được sức thần thông của Phật A Di Đà thêm vào cho mình thì xa đến đâu mà mình chẳng đi đến được. Chữ thực thời là giờ ăn, có nghĩa là giờ ăn sáng sớm, cho nên mới có chữ tức dĩ, là ở ngay trong cái buổi sáng sớm thanh đản ấy. Đi cúng Phật rồi về mới ăn, trong một buổi sáng sớm đi cúng hết 10 vạn ức Phật rồi về mới ăn sáng thì đi nhanh biết chừng nào. Đủ rõ phép thần túc chân thần của người bên tịnh độ đi mau lắm, chẳng khá nghĩ bàn, mau như là không phải bước ra khỏi quả đất ấy mà đã đi hết khắp cả 10 phương rồi, chẳng cần phải đến hết một buổi sáng sớm mà đã trở về. Đoạn văn này tỏ rõ cho ta hiểu, ở bên cực lạc một tiếng bật ra, một hạt bụi trần, một sát na, cho đến một khi bước chân, một khi búng ngón tay, giờ phút nào cũng cùng với tam bảo ở khắp 10 phương, cùng thông suốt giao chập với nhau không hề có chướng ngại. Lại tỏ rõ cho ta hiểu rằng ở cõi Ta Bà này, trược ác nghiệp chướng nặng lắm, đối với cõi cực lạc chẳng cách xa đâu mà thành ra cách xa. Sinh sống ở cực lạc thời công đức rất sâu, đối với cõi Ta Bà tuy có cách xa mà chẳng thấy cách xa chút nào. 4 chữ phạn thực kinh hành, cơm xong đi dạo, có nghĩa là nghĩ đến cái ăn thì nó đến ngay, chẳng cần phải sửa soạn. Ăn rồi mâm bát tự nó bay thẳng đi, chẳng cần phải cất dọn, cứ việc đi dạo trên mặt đất thuần vàng, xem hoa, nghe âm nhạc vui chơi mà vẫn tự thấy tiến bước tu hành không ngừng. Đoạn văn kết thị. Kinh văn Hán: Xá Lợi Phất, cực lạc quốc độ thành tựu như thị, công đức trang nghiêm. Việt: Xá Lợi Phất này, có ý nước cực lạc chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm thế đấy. Đây là đoạn kết thứ hai, giải nghĩa cũng như đoạn thứ nhất ở trang 49. Đoạn văn trên Phật Thích Ca đã hợp 5 căn với 5 trần lại mà giải thích nghĩa thụ dụng. Đoạn này Phật đem riêng nhĩ căn với thanh trần ra mà thích nghĩa thụ dụng, bởi vì ở quả đất này nhĩ căn của người ta rất thông lợi, cho nên Phật đem riêng cái tiếng nói pháp ra mà thích nghĩa thụ dụng cho thật rõ ràng, để cho mình hiểu rõ sang đấy được hưởng cái vui nghe pháp nhiệm màu chóng ngộ đạo. Chứ thực ra thì ở bên cực lạc thu hút được hết mọi căn cơ trong pháp giới. Trong 5 trần ở bên ấy, mỗi một trần nào cũng phát sinh được hết thảy mọi pháp môn. Đoạn này chia làm hai.
Một, hóa ra tiếng nói pháp của loài hữu tình. Hai, hóa ra tiếng nói pháp của loài vô tình. Đây là tiếng nói pháp của loài hữu tình, tức là tiếng chim nói pháp rất lợi ích. Kinh văn: Hán, phục thứ sát lợi phất, bỉ quốc thường hữu, trùng trùng kỳ diệu, tạp sắc chi điều. Bạch hạc khổng tước, anh vũ sát lợi, ca lăng tần giả, cộng mạng chi điều. Thị chư chúng đều, chú dạ lục thời, xuất hỏa nhã âm. Kỳ âm diễn sướng, ngũ căn ngũ lực, thất bổ đề phần, bát thánh đạo phần, như thị đẳng pháp. Kỳ độ chúng sanh, văn thị âm dĩ, gia tất niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Việt: Rồi lại còn nữa, xá lợi phất ơi, nước kia thường có nhiều các loài chim màu đẹp vẻ lạ, như chim hạc trắng, chim vẹt, chim công, xá lợi, ca lăng tần giả, cộng mạ. Những đàn chim ấy ngày đêm sáu buổi tiếng hót hòa nhã diễn ra các pháp ngũ căn ngũ lực, thất bổ đề phần, bát thánh đạo phần và nhiều phép khác cũng như thế nữa. Chúng sinh nước kia nghe tiếng ấy rồi đều vui niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Câu trùng trùng kỳ diệu tạp sắc là nói các loài chim có nhiều và đẹp lạ. Câu dưới hí kể qua có 6 loại. Chim xá lợi là tiếng Ấn Độ. Ở đây trước kia bảo là loài chim thu lộ, loài cò. Ngày kỳ thiền sư bảo là loài chim xuân oanh, có lẽ phải hơn. Chim ca lăng tần già là tiếng Ấn Độ, chữ Hán là diệu âm, tiếng hay. Vì loài chim này chưa ra khỏi vỏ trứng, tiếng hót đã hay hơn các loài chim. Chim cộng mạng là loài chim một thân có hai đầu, hai thần thức riêng biệt cùng chung một báo thân. Hai giống chim này ở vùng tuyết sơn bên Ấn Độ cũng có. Những chim ở cực lạc không phải là thực giống chim ở đây đâu. Phật trẻ nói cho biết mấy thứ chim nó hơi giống với những con chim ở đây vì mình yêu quý nhất đấy mà thôi. Ngày đêm sáu buổi phát ra tiếng hót, thầy đủ biết ở bên tịnh độ không có lúc nào chim phải đậu yên mà gọi là đêm tối. Vì thân người hay thân chim đều ở trong hoa sen hóa xê, vốn không có tính ngủ, cho nên không cần phải có đêm để nằm yên. Những phép ngũ căn ngũ lực, thất bổ đề phận, tám thánh đạo phận là những phép ở trong 37 phẩm trợ đạo kể ra như sau này: tứ niệm xứ, bốn chỗ nghĩ, một thân niệm xứ, nghĩ chỗ thân mình là bẩn; hai thụ niệm xứ, nghĩ chỗ mình hưởng thụ là khổ; ba tâm niệm xứ, nghĩ chỗ tâm mình biến đổi là vô thường; bốn tụ niệm xứ, nghĩ chỗ các pháp không thực có là vô ngã. Tứ chính cần, bốn việc chính cần phải làm ngay. Một, dĩ sinh ác pháp linh đoạn, những ác pháp đã sinh ra rồi phải đoạn trừ ngay. Hai, vị sinh ác pháp linh bất sinh, những ác pháp chưa sinh ra phải cấm ngay, không cho sinh ra. Ba, vị sinh thệ pháp linh sinh, những thệ pháp chưa sinh ra phải cho sinh ra ngay. Bốn, dĩ sinh thệ pháp linh tăng trưởng, những thệ pháp đã sinh ra rồi phải làm cho nó lớn mãi lên. Tứ như ý túc, bốn phép đủ như ý. Một, dục như ý túc, định muốn như ý. Hai, tiến như ý túc, tinh tiến đủ như ý. Ba, tầm như ý túc, tuệ tâm đủ như ý. Bốn, tư duy như ý túc, suy nghĩ đủ như ý. Ngũ căn, năm căn bản cội gốc. Một, tiến căn, tin các pháp chính đạo và các pháp trợ đạo gọi là tiến căn. Hai, tinh tấn căn, thực hành các pháp thiện về chính đạo và trợ đạo, cần cầu làm mãi chẳng ngừng gọi là tinh tiến căn. 3. Niệm căn, chỉ nghĩ các pháp thiện về chính đạo và trợ đạo, không còn nghĩ đến pháp nào khác nữa gọi là niệm căn. 4. Định căn, thu nhiếp tâm mình vào trong các thiện pháp về chính đạo và trợ đạo cùng ứng hợp nhau không cho tán loạn gọi là định căn. 5. Tuệ căn, làm mọi thiện pháp về chính đạo và trợ đạo và quán tưởng. 4. Diệu đế khổ tập diệt đạo gọi là tuệ căn. Ngũ lực, năm sức mạnh làm cho năm căn vững chặt. Một, tín lực làm cho tín căn lớn lên, phá hết nghi hoặc tà tâm và phiền não gọi là tín lực. Hai, tinh tấn lực làm cho tinh tiến căn lớn lên, phá hết mọi thân lười biếng và tâm lười biếng, thành được việc xuất thế lớn lao gọi là tinh tiến lực. Ba, niệm lực làm cho niệm căn lớn lên, phá hết mọi tà niệm, thành tựu được công đức chánh niệm xuất thế gian gọi là niệm lực. Bốn, định lực làm cho định căn lớn lên, phá hết mọi tư tưởng lăng xăng rối loạn, phát ra được mọi sự thiền định gọi là định lực. Năm, tuệ lực làm cho tuệ căn lớn lên, ngăn được hết thông mê hoặc và biệt mê hoặc, phát ra được trí huệ chân vô lậu gọi là tuệ lực. Thất bồ đề phần hay là thất giác phần, bảy phần giác ngộ, một trạch pháp giác phần. Khi trí tuệ mình soi xét mọi pháp, khéo phân biệt được chân pháp với giả pháp, chẳng lấy lầm phải pháp tả ngụy gọi là trạch pháp giác phần.
Hai, tinh tiến giác phẩm. Khi mình tinh tiến tu hành mọi đạo pháp khéo hay giác ngộ, đừng tu làm phải những khổ hạnh vô ích, thường chuyên cần để tâm vào trong mọi chân pháp mà tu hành, gọi là tinh tiến giác phẩm. Ba, hỷ giác phẩm. Nếu tâm mình tu đắc pháp mà mừng, nên giác ngộ rằng cái mừng ấy chẳng phải là y vào pháp điên đảo mà mừng, mà chính là y vào pháp chân thực mà mừng, gọi là hỷ giác phẩm. 4. Trừ giác phẩm. Khi mình đã trừ được cái tâm tà kiến và mọi thứ phiền não, tham sân si mạn nghi vân vân, nên giác ngộ rằng mình đã đoạn trừ được mọi giống tà ngụy, chẳng tổn hại đến thiện căn chân chính, gọi là trừ giác phần. 5. Xả giác phần. Khi mình đã lìa bỏ hẳn được những cảnh vật mà mình đã ham mến nhớ niệm đến hoài, nên giác ngộ rằng cảnh vật lìa bỏ ấy là hư ngụy, chẳng phải thực có, vĩnh viễn chẳng nhớ đến nữa, gọi là xả giác phần. 6. Định giác phần. Khi tâm mình đã phát ra được mọi thiền định, nên giác ngộ rằng những thiền định ấy là giả, chẳng sinh ra mơ tưởng yêu nó, thấy nó làm gì nữa, gọi là định giác phần. 7. Niệm giác phần. Khi mình tu đạo xuất thế, về giác ngộ sao cho lúc nào định và tuệ cũng ngang nhau, hoặc khi tâm mình bị chìm lìm mất, phải nhớ niệm ngay đến ba phần giác ngộ, trạch pháp tinh tiến và hỷ, để soi xét cho tâm mình phấn khởi lên. Hoặc khi tâm mình bồng bột náo động, phải nhớ niệm ngay đến ba phần giác ngộ, trừ, xả và định, để mà nhiếp trì cái tâm mình lại, làm cho nó điều hòa thích chung, gọi là niệm giác phần, phần giác ngộ, chính niệm. Bát thánh đạo phần hay là bát chính đạo phần, tám thánh đạo, tám phần thánh đạo. Một, chính kiến tu phép quán, soi rõ mọi hạnh tu vô lậu, thấy rõ ràng bốn diệu đế, gọi là chính kiến. Hai, chính tư duy. Dùng cái tâm vô lậu cùng ứng hợp, động phát ra suy nghĩ tính toán, hiểu biết khiến cho tâm lớn lên và với tâm đại niết bàn, gọi là chính tư duy. Ba, chính ngữ. Dùng trí tuệ vô lậu trừ diệt bốn tà mệnh, thu nhiếp mọi khẩu nghiệp vào trong mọi chính ngữ, gọi là chính ngữ. Bốn, chính nghiệp. Dùng trí tuệ vô lậu diệt trừ mọi tà nghiệp ở thân mà ra để yên thân vào trong mọi nghiệp chân chính thanh tịnh, gọi là chính nghiệp, nghiệp chân chính. Năm, chính mạng. Dùng trí tuệ vô lậu diệt trừ tất cả năm tà mệnh ở ba nghiệp thân khẩu ý để yên trong mạng sống chân chính thanh tịnh, gọi là chính mạng. 6. Chính tinh tấn. Dùng trí tuệ vô lậu cùng ứng hợp cẩn mẫn tinh tấn tu đạo niết bàn, gọi là chính tinh tiến. 7. Chính niệm. Dùng trí tuệ vô lậu cùng ứng hợp mà nhớ niệm đến mọi pháp chính đạo và trợ đạo, gọi là chính niệm, nhớ niệm chân chính. 8. Chính định. Dùng trí tuệ vô lậu cùng ứng hợp vào thiền định, gọi là chính định. Trong bảy phép tu này gọi là thất khoa, có tất cả là 37 đạo phẩm. Tuy rằng tất cả bốn giáo môn ai cũng phải tu 37 đạo phẩm, nhưng công phu tu luyện và phương pháp thì mỗi giáo môn một khác, nghĩa này có công đính chính mọi sai lầm xưa nay sẽ kể như sau này. Bốn giáo môn là tạng thông biệt viên. Một, y vào sinh diệt tứ đế mà tu, thì tức là 37 đạo phẩm của tạng giáo, giáo lý tiểu thừa thấy tứ đế có thực sinh thực diệt. Hai, y vào vô sinh diệt tứ đế mà tu, tức là 37 đạo phẩm của thông giáo, giáo lý phổ thông của Bồ Tát thấy tứ đế là không, chẳng có thực sinh thực diệt. Ba, y vào vô lượng tứ đế mà tu, tức là 37 đạo phẩm của biệt giáo, giáo lý riêng biệt của Bồ Tát thấy tứ đế có nhiều vô lượng hình tướng khác nhau. 4. Y vào vô tác tứ đế mà tu, tức là 37 đạo phẩm của viên giáo, giáo lý viên mãn hoàn toàn của Bồ Tát, thấy tứ đế chỉ là huyễn ảnh trong tâm Bồ Đề, không ai tạo tác ra nó. Đạo phẩm của tạng giáo gọi là pháp môn bán tự, một phép tu mới có một nửa, ở tịnh độ ngũ trược rất nhẹ, tự hồ chẳng cần đến pháp môn này. Nhưng vì có người tiểu thừa sinh sang đấy, trước đã học thuộc rồi, hoặc có giả tạm dùng chăng? Đạo phẩm của thông giáo gọi là đại thừa sơ môn, một pháp môn bắt đầu và bậc đại thừa, pháp môn phổ thông cho tất cả người trong ba bậc tam thừa, thanh văn duyên giác Bồ Tát đều phải theo, cho nên ở bên tịnh độ phần nhiều hay nói đến. Đạo phẩm của biệt giáo gọi là độc Bồ Tát pháp, một pháp môn đặc biệt riêng cho một bậc Bồ Tát ở hai cõi tịnh độ đồng cư và phương tiện phần nhiều hay nói đến. Đạo phẩm của viên giáo gọi là vô thượng Phật pháp, một pháp môn trên hết tu thành Phật ở khắp bốn cõi tịnh độ, người nào có lợi căn cũng được nghe, có thế mới là tông tịnh độ ở cực lạc. Bốn chữ như thị đẳng pháp, còn nhiều phép khác thế nữa. Thì hai chữ đẳng pháp là
Còn nhiều phép khác, tức là ba phép tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc và trên bốn phép ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, chứ đẳng pháp ấy lại còn là vô lượng pháp môn khác nữa, là những phép tứ nhiếp lục độ thập lực tứ vô sở ví, vân vân. Và bảy đạo phẩm này tuy là thu được hết mọi pháp môn, nhưng mà cơ duyên của người tu chẳng giống nhau, cho nên những đạo phẩm ấy có khi rút lại, có khi mở rộng, thành ra danh nghĩa nó không giống nhau, là cốt để tùy chỗ người muốn nghe mà diễn giảng, khiến cho người nhớ niệm đến tam bảo, phát khởi tâm bồ đề, phục diệt mọi phiền não. Vì người ta có thấy rõ tâm đại từ và uy quang của Phật bất khả tư nghị, thì mới niệm Phật, có vui mừng, pháp nhập vào tâm, có món ăn pháp sung túc vào thân thì mới niệm pháp, có được cùng tăng chúng, cùng được nghe, được học tập, được nhất tâm tu chứng thì mới niệm tăng. Ba câu này câu nào cũng đủ bốn lợi ích, xem trong bài thích nghĩa niệm tam bảo ở dưới sẽ rõ. Cái tâm tăng niệm của người ta tức là phép tam quán, quán không, quán giả, quán trung. Các cảnh sở niệm của người ta tức là tam bảo, Phật pháp tăng. Cảnh sở niệm hay sở quán có chia ra là biệt tướng, tướng riêng biệt, nhất thể, cùng một thể chất và ý nghĩa của bốn giáo môn tam đế, quyền và thực. Mỗi cảnh, mỗi khác, như đã nói trên, xem lại chỗ nói về ba bảy đạo phẩm sẽ rõ. Đoạn kinh văn dưới đây là Phật Thích Ca giải nghĩa tại sao ở cực lạc lại có loài chim là ác thú. Kinh văn Hán: Xá lợi Phất, như vật vị thử điều thực thọ tội báo, sở sinh, sở dĩ giả hà. Bị Phật quốc độ vô tam ác, Xá lợi Phất, kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo chi danh hà vương hữu thực. Thị chư chúng đều giai thị A-di-đà Phật dục linh pháp âm tuyên lưu biến hóa sở tác. Việt: Xá lợi Phất này, ông chớ bảo rằng những loài chim ấy thực vì tội báo phải làm kiếp chim, là vì lẽ sao? Vì nước Phật kia không bao giờ có ba loại ác đạo. Xá lợi Phất này, trong nước Phật kia, cái tên ác đạo còn không thấy rõ, huống chi lại có ác đạo thật ư? Những chim ấy là Phật A-di-đà muốn cho tiếng pháp chan hòa khắp nơi mà biến hóa ra. Lời Phật hỏi và thi nghĩa ở đoạn văn này rất dễ hiểu, nhưng giả sử có người hỏi rằng những con chim ấy như là bạch hạc vân vân, chẳng phải là cái tên ác đạo là gì mà Phật lại bảo cái tên ác đạo còn không thấy có? Thưa, đã chẳng phải là tội báo thì mỗi cái tên ấy tên nào cũng đều là công đức rốt ráo của Như Lai. Thế nghĩa là cái tên bạch hạc là bạch hạc rốt ráo, tên nào cũng thế, tên nào cũng là tên đẹp, tên gọi đẹp đẽ của đức tính, chứ có phải là tên ác đạo đâu, cái tên ở pháp giới này cũng bất khả tư nghị như thế. Có người lại hỏi, Phật hóa làm những con chim thì có ý nghĩa gì? Thưa, có bốn nhân duyên về tứ tất đàn, tức là bốn phép bố thí trong pháp thí, khiến người nghe pháp được bốn lợi ích: một, được vui mừng; hai, làm việc thiện; ba, trừ tội ác; bốn, hiểu sâu vào đệ nhất nghĩa lý. Kinh này nói pháp chỗ nào cũng được lợi ích thứ tư, nhưng ở trong cũng vẫn có đủ cả ba lợi ích trên nữa. Một, phàm tình người ta ai cũng thích những con chim ấy thì phải cũng thuận tình mà hóa ra khiến cho được vui mừng. Hai, thấy con chim còn biết thuyết pháp, mình là người sao lại không biết, là ý Phật muốn khiến người nghe pháp phải sinh mầm thiện, tu học đi để mà nói pháp. Ba, nghe chim nói pháp thì đừng có đối mặt với loài chim mà sinh ra cái tưởng lầm là loài hèn kém, là ý Phật muốn trị cái tâm phân biệt của người si mê kiêu ngạo. 4. Biết chim ấy tức là Phật A-di-đà, là ý Phật muốn cho người nghe pháp giác ngộ được tính chất bình đẳng của pháp thân. Trong thân ấy cái gì cũng đủ, cái gì cũng tạo ra được, cái gì cũng bình đẳng. Trong pháp thân ấy lại còn hiện hiện ra những tiếng gió hiu hiu, những tiếng rung của cây vàng lưới ngọc vân vân, và hiện ra hết thảy phần giả phần thực của ý báo và trí báo. Ở ngay những thể chất của vạn vật ấy đều là ba thân, bốn đức của Phật A-di-đà, không hề sai khác một ly. Như vậy có thể hiểu được pháp thân là tiêu chỉ của cả một pháp giới. Đoạn văn dưới đây là Phật hóa ra tiếng nói pháp của loài vô tình, là loài gió, loài cây, vân vân. Kinh văn Hán: Xá lợi Phất, bị Phật quốc độ, vì phòng suy động chư bảo hàng, thụ cập bảo la võng, xuất vi diệu âm, thí như bách thiên trùng nhạc, độc thời câu tác, văn thị âm giả, tự nhiên giai sinh, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Việt: Xá lợi Phất ơi, cõi nước Phật kia, gió hiu hiu thổi những hàng cây báu, những lưới ngọc răng rung động, phát ra những tiếng nhiệm màu, như là trăm ngàn
Các thứ âm nhạc đồng thời nổi lên, người nghe tiếng ấy tự nhiên đều vui, nức lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Lại hữu tình với loài vô tình của Tuyên Dương Pháp Mở Nhiệm, 37 đạo phẩm của 4 giáo môn và vô lượng pháp môn khác, đồng thời dễ thuyết, tùy từng loại chúng sanh, loại nào cũng hiểu, khiến người nghe Pháp nhớ niệm Tam Bảo, nhớ niệm Tam Bảo là theo phép tứ tất đàn mà được 4 lợi ích. 1. Người phàm phu vừa được nghe là toàn cả thân rung động nhảy nhót, thế là được lợi ích vui mừng. 2. Phần hơi sức của mình cùng với phần hơi sức của Tam Bảo giao chạm vào nhau, tất nhiên phát được tâm Bồ Đề, thế là được lợi ích sinh mầm thiện. 3. Do đấy mà phục diệt được hay phiền não, thế là được lợi ích phá tan mọi tội ác. 4. Chứng thực và tỏ ngộ được Tam Bảo của một thể chất, thế là được lợi ích hiểu sâu tới đại nhất nghĩa lý. Dưới đây lại là đoạn văn tổng kết do sức Phật tạo ra mọi vật báu trang nghiêm như thế, lần thứ 3. Kinh văn Hán: Xá Lợi Phất, kỳ Phật quốc độ, thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Việc Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia, chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm thế đấy. Mỗi một đoạn Phật Thích Ca nói xong, Phật lại kết thị một lần, đây là lần thứ 3. Phật cố ý nói đi nói lại cho người nghe tin sâu rằng hết thảy những vật báu trang nghiêm như thế đều do trí nguyện và hành vi của Đạo sư A Di Đà đã tạo thành, do chủng trí của Ngài đã thực hiện ra, và cũng đều là do ba nghiệp thân khẩu ý rất thanh tịnh của mỗi người chúng ta đã cảm ứng mà biến hiện ra ở trong thức tâm của mình. Tâm của Phật và tâm của chúng sinh cùng làm hành và chất lẫn cho nhau. Câu này nói rõ được phần tính và phần tướng của tâm rất tròn đầy sáng suốt. Thí dụ như các ánh sáng của nhiều ngọn đèn cùng sáng khắp cả với nhau thì coi tượng như một ánh sáng. Hoàn toàn lý ấy đã thành ra sự thực, hoàn toàn sự vật ấy tức là lý thực, hoàn toàn tính ấy đã phải ra hạnh tu, hoàn toàn hạnh tu ấy đều ở trong tính. Ý nói đức tính và đức tu của Phật đều là đức tính và đức tu của chúng sinh. Vậy người tu hành cũng nên suy nghĩ sâu xa cho tỏ ngộ, đừng nên bỏ cõi tịnh độ của Phật thực có ấy không tu, mà chỉ bản xuống cõi tịnh độ bóng ma riêng biệt ở trong tâm mình. Nó chỉ là cái bóng duyên vọng tưởng, để nỗi phải cam chịu tính chê cười, thử tức điều không. Nói về quả y báo mầu nhiệm đến đây là hết. B. Quả chính báo. Kinh văn Hán: Xá Lợi Phất, ừ như ý vân hà, bỉ Phật hà cố, hiệu vi A-di-đà. Phật: Việt: Xá Lợi Phất ơi, ý ông thế nào? Phật kia vì sao hiệu A-di-đà? Đoạn văn trên đây là lời Phật Thích Ca hỏi. Mục đích của bộ kinh này là chỉ bày cho thấy rõ cái hạnh tu mầu nhiệm là việc chế danh, việc niệm Phật, cho nên Phật Thích Ca phải đặc biệt nêu ra câu hỏi, rồi Ngài lại giải thích nghĩa rất rõ ràng cái danh hiệu Phật A-di-đà. Ý Phật muốn khiến người nghe phải tin rất sâu, cái danh hiệu lớn lao ấy có muôn vàn công đức, chẳng khá nghĩ bàn hết được, để mình phải nhất tâm chỉ niệm danh hiệu ấy luôn luôn, đừng có nghi ngờ gì nữa, rất đúng ý Phật. Đoạn văn dưới là lời Phật Thích Ca giải thích nghĩa chữ A-di-đà có hai nghĩa chính: một, trí sáng suốt, quang minh; hai, sống lâu, thọ mệnh. Chữ A-di-đà nguyên tiếng Ấn Độ đọc là Amita, dịch ra chữ Hán là vô lượng, tức là nhiều nghĩa lắm, chẳng thể nào nói hết được. Đức Thích Ca chỉ dùng một nghĩa quang và một nghĩa thọ mà thu hút được hết thảy vô lượng nghĩa vào trong quang, sáng suốt. Ánh sáng thì phải sáng khắp cả mười phương, chỗ nào cũng sáng. Thọ, sống lâu, sống lâu thì phải sống mãi suốt ba đời, đời nào cũng vẫn sống. Hai thể chất quang và thọ giao chập với nhau khắp mười phương vũ, suốt ba đời trụ, tức là toàn thể của cả một pháp giới, đem thể chất tạo ra thân của Phật A-di-đà và tạo ra quốc độ của Phật A-di-đà, cũng tức là đem thể chất mà tạo ra cái danh hiệu Phật A-di-đà. Thế cho nên cái danh hiệu Phật A-di-đà ấy, tức là cái lý tính bản giác của chúng sinh, chấp trì cái danh hiệu ấy, tức là đem cái thủy giác hợp với bản giác. Thủy giác và bản giác chẳng khác nhau, chúng sinh và Phật chẳng khác nhau, cho nên một niệm cùng ứng hợp với nhau, thì một niệm ấy, một niệm Phật ấy là Phật. Niệm nào cũng cùng ứng hợp với nhau, thì niệm nào cũng là Phật. Thích nghĩa quang minh của Phật. Kinh văn Hán: Xá Lợi Phất, bỉ Phật quang minh vô lượng chiếu thập phương, quốc vô sở chướng ngại, thị cố hiệu vi A-di-đà. Việt: Xá Lợi Phất ơi, Phật kia sáng láng vô cùng vô lượng, soi khắp các nước suốt cả mười phương, không đâu chướng ngại, vì thế nên gọi A-di-đà.
Tâm yếu của hết thảy chư Phật là ở cả đây. Tâm tính của con người, nó yên lặng là tịch, mà nó thường soi sáng là chiếu, cho nên nó tạo ra thể chất quang minh sáng láng. Này Phật đã chứng thực được triệt đà cái thể chất vô lượng của tâm tính, cho nên quang minh của Phật cũng vô lượng, sáng khắp cả mười phương không gian, chẳng biết đến đâu là hết. Chư Phật vị nào cũng đã triệt để thực chứng được thể chất của tâm tính, quang minh của vị nào cũng soi khắp mười phương, thì vị nào cũng có thể gọi là vô lượng quang. Và trong khi còn tu cái nhân thì nguyện lực của mỗi vị mỗi khác, cho nên phải tùy theo cái nhân duyên ấy mà lập ra danh hiệu mỗi vị. Phật A Di Đà khi trước còn là một vị tỳ khưu tên Pháp Tạng, Ngài đã phát ra 48 nguyện, trong đó có một nguyện là quang minh của Ngài phải thường thường